Mọi người đang đến với chương trình mua đồ hiệu giá cực yêu mà lần đầu tiên có tại Mát luôn. Và ngày hôm nay thì Gia Linh và Anh Hoài xin chào tất cả các chị em mình ở trong livestream này luôn nha. Hôm nay sẽ có rất là nhiều cả chương trình ưu đãi ở trong livestream cùng nhà Mát. Thì hôm nay chị nào đã vào livestream cùng em và bạn Gia Linh rồi thì nhanh tay comment tương tác và chia sẻ cái livestream này giúp nhà Mát thật nhiều nhá. Tại vì hôm nay này em và Linh sẽ mang đến rất là nhiều ưu đãi ở trong livestream cùng tất cả các chị em mình đấy ạ. Mọi người ơi, đó giờ thì mọi người cũng đã từng thấy Linh là xuất hiện để mà mình diện những trang phục rất là xinh ở trên hình đúng không? Thì có nhiều bạn rất là thắc mắc là ủa Linh mua đồ ở đâu vậy? Và ngày hôm nay thì Linh đã có mặt tại Mát để mà giới thiệu cho các bạn bộ sưu tập cực đẹp và cực mới luôn, và có những cái sản phẩm siêu hot giống như là cái sản phẩm mà Hoài đang mặc nè. Đây là một cái best seller mà phải nói vừa qua là không có hàng để bán luôn, nhưng ngày hôm nay lại có hàng để tặng cho mọi người. Mọi người thấy ghê không? Và mọi người yên tâm là ngày hôm nay khi các bạn nán lại tới cuối chương trình sẽ có những cái voucher cực khủng luôn, lên tới 500.000, và chúng ta có 10 phần quà để tặng cho bất cứ một cái khán giả nào may mắn đang xem livestream. Và mọi người không cần làm gì hết á, chúng ta chỉ cần làm gì, share livestream nè, like livestream nè, và tag tên thật nhiều người bạn mình vào, và chỉ có ngồi chờ thời thôi mọi người, chờ thời để khi nào mà Hoài và Linh sẽ thay phiên nhau chơi mini game và các bạn sẽ được nhận quà. Bên cạnh cái việc nhận quà, các bạn có thể mua được những cái bộ sản phẩm, những cái sản phẩm mà trong bộ sưu tập
cực mới, mới nhất luôn. Nói chung với cái ưu đãi quá khủng là giảm tới 55%. Mà mọi người biết không, bên cạnh 55% các bạn sẽ được free ship toàn đơn hàng luôn. Mình không còn tốn ship nè, mà còn được giảm tới 55% và chỉ cần ngồi ở nhà để xem livestream và lựa đồ thôi. Quá là tiện lợi luôn đúng không ạ? Em đang thấy một cái comment, các chị nhà mình comment là giống như chờ giao thừa ấy. Thì đúng á chị nhà mình nhá, hôm nay á, cái phút lên những cái phút đầu cho nhà em á, thì các chị nhà mình cái những cái thời gian mình chờ thì không có bị phí đâu các chị nhà mình ơi. Tại vì sản phẩm hôm nay rất là nhiều. Và hiện tại là em đang thấy khá là nhiều chị đang xem livestream rồi. Và có chị nào muốn chơi mini game không ạ? Có chị nào đang muốn chơi mini game không các chị ơi? Thì bây giờ mình chơi mini game luôn nha. Tại vì lượt xem các chị nhà mình đang là 150 chị đang xem rồi. Thì bây giờ em Hoài và bạn Gia Linh sẽ mở mini game lên để dành tặng các chị mình trong livestream luôn. À thì bây giờ đầu like nhá. Các chị nhà mình cứ chia sẻ livestream trước cho em Hoài đi ạ. Mỗi chị ít nhất là một lượt chia sẻ nha. Và bây giờ thì chắc là lượt xem các chị mình khá là ok rồi, thì em sẽ dành vài phút đầu để chơi mini game cho các chị luôn này. À em chào tất cả các chị đang xem livestream nha. Chào chị Phan Tuyền này, chào chị Huỳnh Tú Nhi ha. Và Linh đang thấy là đã xuất hiện những cái chữ người chia sẻ rồi. Mọi người lưu ý này, để mà tham gia thể lệ cho nó chính xác, mọi người phải để chế độ công khai khi mọi người chia sẻ nha. Và nhớ là tag tên bạn bè mình vô. Mình được quà thì bạn bè mình cũng nên được quà nha. Cho nên là mọi người cố gắng đi, tag tên bạn bè và share nhiệt tình giúp Linh và Hoài nha, để cho mọi người tương tác nhiều hơn, để Linh đây và Hoài sẽ có hứng thú để mà tặng mọi người nhiều quà hơn nữa. Rồi đây các chị mình ơi, em Hoài đang cầm một món quà rất là đẹp các chị nhà mình nhá. Đó là một chiếc áo sơ mi hoa cực kỳ xinh luôn, với chất liệu là von cát. Thì em này đang có mức giá gốc chị em sẽ là 295.000. Thì đầu like em Hoài sẽ mở tặng các chị nhà mình với mức giá là 0 đồng. Và các chị nhà mình sẽ được này tự do chọn màu, tự do chọn size cho em mẫu này luôn. Thì bây giờ Linh nhá, Linh sẽ cho Hoài một cái cú pháp để các chị nhà mình comment đầu like thật là xôm này. Và nhớ là thể lệ chơi của mình phải là thứ nhất là comment đúng cú pháp, và thứ hai nữa là phải chia sẻ livestream thì em kiểm tra lại, thì có là chia sẻ thì em với Linh mới tặng được cho các chị nhà mình nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thực hiện cú pháp dùng Linh, đó là cùng chia sẻ nha mọi người. Cùng chia sẻ và tag tên giúp Linh ba người bạn của mình đi, để đây nhiều người bạn mình vô xem được những cái món hàng rất là xinh xắn mà bây giờ các bạn được tặng 0 đồng đó mọi người, là tặng 0 đồng. Món quà rất là đẹp và rất là giá trị các chị yêu ha. Thì để khích lệ cái tinh thần các chị nhà mình đang xem livestream, và thứ nhất á là đợt này là nhà Mark mới like lại thôi các chị nhà mình ơi, nhà Mark mới like nha. Nên là hiện tại á thì hôm nay em Hoài sẽ mang đến một cái món quà đầu like cho các chị nhà mình luôn. Thì chị nào mà đang xem livestream và muốn sở hữu ngay chiếc áo sơ mi này thì nhanh tay comment cho em là cùng nhau chia sẻ ha. Cùng nhau chia sẻ nha mọi đúng người. Đúng rồi. Cú pháp đó là cùng chia sẻ và tag tên ba người bạn giúp Linh, và mọi người nhớ là phải để chế độ chia sẻ là công khai, bởi vì bên mình sẽ có người kiểm tra đó, cho nên không đúng cú pháp là tự nhiên cái mình nhường cái phần quà này cho người khác rồi. Và trong cái thời gian mà để mọi người tiếp tục chơi mini game thì chắc chúng ta sẽ hỏi thăm mọi người một chút xíu về tình hình dịch vừa qua, thì mong là mọi người sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, uống vitamin nhiều vào. Và mọi người mặc dù là mình đang trong thời gian rất là khó khăn nhưng mà vẫn phải luôn ý thức về sức khỏe của mình này, phải tập thể dục này, tập thể dục để mình có thể diện được những bộ đồ rất là xinh nha. Rồi các chị yêu ơi, và bây giờ hiện tại là mình đang ở phút thứ bao nhiêu ta? Em đang thấy là mình đang ở phút thứ 10 đầu like rồi. Thì bây giờ em sẽ chơi mini game cho các chị nhà mình 5 phút đầu thôi nhá. Thì bây giờ mình sẽ để 5 phút này vừa tương tác và vừa chơi mini game. Thì hiện tại là bây giờ thì Linh kiểm tra giúp Hoài cái bây giờ mình đang ở giờ thứ bao nhiêu đi, và mình sẽ căn đúng 5 phút. Thì sau đó nếu như lượt chia sẻ các chị nhà mình ok, ít nhất là phải đạt chị em Hoài 150 lượt chia sẻ thì em mới tặng các chị nhà mình món quà này được nha. Và nhớ comment đúng cú pháp chị em Hoài là cùng chia sẻ các chị ha. Cùng chia sẻ cho em Hoài này là cái cú pháp của mình, phải comment. Và đặc biệt là phải có lượt chia sẻ thật các chị mình nha. Nếu như chị nào chưa để chế độ công khai thì nhanh tay để chế độ công khai giúp em, tại vì em sẽ vào kiểm tra. Và cái áo 295.000 này sẽ thuộc về chị nào may mắn nhất này. Nếu như lượt chia sẻ của mình có thể là đạt quá cái mức target đó là 150 lượt chia sẻ thì em có thể tặng 2 chị hoặc là 3 chị luôn. Hôm nay thì món quà rất là nhiều. Và các chị nhà mình ơi, hôm nay này cuối live sẽ có một cái voucher bao nhiêu đi nhỉ? Một cái voucher nha. Đúng rồi, 500.000 luôn. Là tặng các chị nhà mình một cái voucher 500.000 để các chị nhà mình có thể mua được tất cả các sản phẩm trên toàn hệ thống của nhà Mark luôn nha. Thì chị yêu nào mà muốn nhận voucher thì mình nhớ ở
cùng em Hoài và bạn Gia Linh tới cuối live nhé. Tại vì cuối live sẽ có rất là nhiều quà, và nếu như chị nào ở cùng nhà Mark tới cuối live thì đảm bảo với các chị nhà mình là sẽ không bao giờ tốn thời gian. Tại vì nhà em live thời gian cũng khá là ngắn thôi. Dạ, nhưng rồi. Mà hôm nay là lần đầu tiên nhà em ra mắt lại cái chương trình live stream, nên là sẽ có rất là nhiều ưu đãi. Nên các chị nhà mình nhớ săn sale cùng em và Linh thật nhiều nha. Mọi người ơi, tí nữa thì cái công thức để mà Linh và Hoài có thể thực hiện trò chơi cho mọi người, đó chính là Linh và Hoài sẽ lướt ở trên màn hình như thế này ha. Đúng rồi. Sẽ lướt trên màn hình như thế này. Cho nên để Linh mách cho các bạn một cái bí kíp nè, để có thể dễ trúng thưởng hơn, các bạn hãy comment thật nhiều và đúng cú pháp, để chi, để khi mà Linh lướt á, lướt ở đâu cũng thấy comment của mọi người hết á. Cho nên là lướt comment gặp mọi người thì sẽ rất là dễ để trúng thưởng. Cho nên mọi người hãy comment thật là nhiều nha. Nhớ là comment thật là nhiều giúp Linh. Mà mọi người, bây giờ là Linh đang thấy là có hơn 200 lượt chia sẻ, thì bây giờ Linh nghĩ là tới khoảng 270 lượt chia sẻ là Linh sẽ bắt đầu tặng quà. Đúng rồi. Nói chung là tới cùng lắm là mình sẽ chơi tới 45 phút thôi các chị. Tới bây giờ đang ở phút thứ 38 rồi, và em chơi tầm là phút 45 thì em sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm rồi. Dạ, nên là mình rồi. Sẽ tranh thủ nha. Nếu như lượt chia sẻ của mình càng cao thì em có thể là tặng 2 đến 3 món quà đầu like luôn. Không phải là nhà Mark các chị mình ơi, rất là nhiều quà nha. Nên là chỉ cần các chị mình chia sẻ càng nhiều thì càng tăng lượt xem và tăng lượt share lên, thì em sẽ tặng thật nhiều quà cho các chị nhà mình trong like luôn. Hiện tại là tất cả những sản phẩm đây đều là những món quà em được phép tặng cho các chị nhà mình. Là mình cố gắng nha. Cú pháp của nhà em sẽ là cùng chia sẻ kèm chia sẻ livestream ít nhất là một lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ chắc là kiểm tra thêm một lần nữa xem là lượt chia sẻ của các chị nhà mình là bao nhiêu nhá. Mọi người ơi, ngoài cái cú pháp mà mình chơi mini game thì tí nữa mình sẽ có một cái cú pháp để mua hàng. Thì bây giờ để mà tí nữa mọi người có thể săn được một cái món hàng sale mà phải nói là cực kỳ đặc biệt á, thì mọi người hãy nhớ cú pháp đó nha. Đó chính là mã của đơn hàng, mã của sản phẩm cộng với số điện thoại của mọi người. Nhớ nha, mã sản phẩm và cộng với số điện thoại. Tí nữa thì Linh và Hoài sẽ thay phiên nhau giới thiệu những cái mã sản phẩm mà mình đang diện. Cho nên bây giờ mọi người hãy nhớ nha, mã sản phẩm cộng với lại số điện thoại. Còn bây giờ cái cú pháp để các bạn có thể nhận được quà đó là gì? Cùng chia sẻ cộng với lại chia sẻ nha. Đúng rồi, tag tên nữa, tag tên bạn bè nữa nha, đừng có quên tag tên bạn bè đó. Và bây giờ mọi người share nhiều chưa? Rồi, đây bây giờ sẽ kiểm tra lại lượt share thêm một lần các chị nhá. Và lượt share của mình đang tăng rồi. Các chị nhà mình có thể giúp em hay là share và tăng lượt share của mình lên đúng không ạ? Hiện tại là đang là 200 các chị đang xem rồi, và em muốn là sẽ được là 250 các chị đang xem đi. Nếu như mà lượt tăng, lượt share các chị tăng thì em có thể là đổi quà nha. Tại vì quà sẽ có những cái sản phẩm mà nó có mức giá trị cao hơn chiếc áo của em đang cầm. Nhưng mà chỉ với 0 đồng hôm nay mình sở hữu ngay được một chiếc áo 295.000 là phải thật nhanh tay các chị ha. Mà mọi người ơi, Linh thấy có nhiều chị chơi chưa đúng cú pháp này. Bây giờ em sẽ nhắc lại cho mấy chị nha. Mấy chị chia sẻ nhớ tắt tên bạn bè của mình, cùng với lại cái dòng chữ đó là cùng chia sẻ tắt tên nha. Để cho mọi người có thể đúng cú pháp. Linh muốn là ai cũng đúng cú pháp hết. Đúng cú pháp á thì mọi người mới có dễ được nhận quà. Bây giờ đã đến giờ để mình thực hiện cái mini game chưa nè. Rồi ok, thì bây giờ Linh cầm giúp Hoài cái máy đi. Cái Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ nhé. Ok. Ok, bây giờ thì em sẽ đi ra và kiểm tra lượt chia sẻ của chị nhà mình nha. Hiện tại lượt chia sẻ của mình đã đạt 200 rồi thì chắc là mình sẽ tặng quà luôn nha. Bây giờ thì em sẽ lấy một cái máy khác đi các chị, tại vì cái máy này của em. Cho em cái máy kia nha chị nha. Cho em cái máy của em đi. Cố gắng rồi, nha okay. Mọi người ơi, bây giờ lượt xem ngày càng lên rồi. Trời, phấn khích quá, mọi người có thể tăng lượt chia sẻ lên cho em nhé. Tăng lượt chia sẻ lên để mà mọi người nhiều người vào xem á. Mọi người nhớ nha, phải ít nhất là 3 người bạn, tag tên 3 người bạn. Linh nhắc lại một lần nữa cú pháp để mọi người có cơ hội trúng được nhiều hơn nè. Đó chính là các bạn hãy dùng cú pháp cùng chia sẻ kèm với tag tên ít nhất 3 người bạn nha. Ít rồi. Nhất là 3 người bạn thì mới đúng cú pháp nha mọi người. Cộng với là việc share ở chế độ công khai, chứ share chế độ bạn bè cũng không trúng thưởng luôn. Rồi các chị yêu ơi, bây giờ hiện tại là em đang thấy là 300 lượt chia sẻ rồi, thì em sẽ tặng luôn chị đầu tiên nha. Tại vì là em không muốn các chị nhà mình thứ nhất là mất thời gian và rất là nhiều thời gian, và nhiều chị kiểu như đang rất là hóng quà rồi. Thì bây giờ Linh sẽ lướt hay là Hoài sẽ lướt ra? Thì bây giờ chắc là để Linh lướt luôn đi nhá. Ok, bây giờ thì em sẽ kiểm tra thêm một lần, và bây giờ em Hoài sẽ bắt đầu tặng nha. Bây giờ các chị nhà mình này, các chị sẽ có 30 giây để comment cho em Hoài dòng đã chia sẻ và kèm cho em chia sẻ một lượt lên trang cá nhân ở chế độ công khai. Chị nào mà chưa chia sẻ là nhanh tay nha. Em còn 30 giây cuối cùng đếm ngược để bắt đầu tặng quà. Chị nào sẽ sở hữu ngay chiếc áo sơ mi với chất liệu là von cut rất là đẹp như thế này, nhanh tay comment và nhanh tay chia sẻ nha. Bây giờ thì Linh sẽ đếm ngược từ 1 tới 5 và Linh sẽ bắt đầu lướt nhá.
Chị nào chưa chia sẻ và chưa comment thì nhanh tay ha. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ đếm phụ Linh đi. Bắt đầu đếm tới 5 và em sẽ bắt đầu lướt nhá. Rồi tay của Linh, ngón tay của Linh chỉ nào. Chị nào thì chị đó trúng thưởng nha, cái này công bằng nha Linh không? Và em sẽ kiểm tra công khai ở trên cả live stream luôn đấy, các chị yên tâm nha. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu đếm ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ok, xem chị nào là chị may mắn nhất sẽ nhận được món quà của nhà Mark vào tối ngày hôm nay trong cái buổi live đầu tiên nhá. Rồi mấy chị có hồi hộp không? Linh dừng nha. Rồi dừng. Ok. Rồi tay Linh đang chỉ vào ai đây? Để xem nào, bây giờ Linh sẽ công bố kết quả nha. Tay của Linh đang chỉ vào chị Hằng Nguyễn, nhưng rất tiếc là chị không làm đúng cú pháp cho nên Linh phải lướt một lần nữa. Chị Hằng Nguyễn ơi, chị là người đã chia sẻ nhưng mà chị chỉ mới comment là cùng chia sẻ nhưng chưa tag tên ba người bạn, rất tiếc ha chị ha. Bây giờ mình sẽ cố gắng chơi lại một lần nữa này, mọi người nhớ đúng cú pháp nha. Nhớ tag ba người bạn vào các chị mình nhá. Tại vì là hồi nãy thì em quên nhắc các chị nên là có vẻ là các chị nhà mình quên mất cả việc tag bạn bè vào rồi. Thì bây giờ Linh sẽ bắt đầu là lướt lại thêm một lần nữa nha. Bây giờ thì chắc đếm tới 3 thôi. Tại vì là đã rất là mất khá là nhiều thời gian rồi. Bây giờ thì em Hoài sẽ đếm tới 3 nha. 1 2 3, rồi ok. Bây giờ sẽ công bố tiếp chị tiếp theo nhá. Chị nào mà lỡ là chưa nhận được quà này thì không sao. Tí nữa cuối live thì em sẽ chơi tiếp nha. Đó màn hình zoom lên đi ạ. Rồi ok. Đó là Trần Thanh Trúc, để Linh xem thử có đúng cú pháp chưa. Chính xác là đã tag tên rất nhiều người bạn rồi. Bây giờ thì Linh sẽ vào trang cá nhân thử xem thử là chị Trúc đã chia sẻ chưa nhá. Ok, và phần trả lời Linh. Chị Trúc này là fan cứng luôn, chắc chắn là một khách hàng của Mark rồi. Rồi ok, đây. Rồi ok, bây giờ sẽ kiểm tra đây, công khai nha. Đây mọi người ơi, chị đã chia sẻ công khai rồi đây mọi người. Chị chia sẻ rất nhiều luôn và thật sự chị rất là xứng đáng được nhận món quà này, bởi chị chia sẻ rất là nhiều luôn ha. Mọi người chia sẻ nhiều lên nha mọi người, mình sẽ có tăng cơ hội may mắn để trúng thưởng. Rồi ok, vậy thì món quà đầu like em sẽ tặng cho chị Trần Thanh Trúc nha. Và bây giờ chị nào muốn nhận được quà nữa ạ? Bây giờ thì em sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm trước. Và nếu như chỉ cần lượt chia sẻ của mình cứ tăng lên 100 lượt chia sẻ là em sẽ tặng tiếp tục. Bây giờ thì em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ đầu tiên. Bây giờ nó sẽ là có một cái mốc nhất định nha. Bây giờ lượt chia sẻ của các chị nhà mình đang là 318. Khi nào lượt chia sẻ của mình lên cho em 450 nha, báo em Hoài em sẽ tặng tiếp cho các chị nhà mình. Đấy, đúng okay rồi không mọi người ơi, bây giờ 450 lượt xe. 450 lượt xe là mình sẽ có tiếp tục cái mini game thứ hai nha mọi người. Và trong khi chờ đợi 450 lượt xe đó thì chúng ta sẽ bắt đầu bán sản phẩm nhé. Bán sản phẩm. Và đương nhiên bán sản phẩm, Linh và Hoài sẽ đưa ra những bộ cánh mới nhất của nhà Mark. Tuy nhiên thì sẽ có những cái sản phẩm có một cái giá hấp dẫn hơn. Hiện tại thì cái giá ban đầu bán, sản phẩm ban đầu bán này sẽ được giảm giá còn 439.000. Nhưng các bạn cố gắng nhẫn nại và chờ đợi, bởi vì tới giữa live mình sẽ có những sản phẩm chỉ còn có giá là 399.000. Và khi đến cuối live, khi đến cuối live thì chỉ còn 179.000 và chỉ có trong live ngày hôm nay thôi. Cho nên mọi người đừng bao giờ bỏ lỡ cái cơ hội này nha. Với lại là em Hoài và bạn Gia Linh đang có cho các chị em mình là 9 món quà nữa. Thì nếu như mà ở cuối live em vẫn còn cái voucher 500k là sẽ tặng vào cuối live các chị nha. Và món quà thứ hai xíu nữa em tặng cho các chị em mình thì em sẽ tặng luôn các chị một chiếc chân váy. Nhưng mà phải là tí nữa lượt xe của mình đạt 450 lượt chia sẻ mình comment nha. Khi đó mình bắt đầu nhắc nhở em Hoài thì em sẽ tặng các chị nhà mình chiếc chân váy này, các chị ok không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm nha. Còn chị nào chia sẻ vẫn cứ chia sẻ và chơi mini game thì xíu nữa mình tiếp tục chơi nhá. Và nhớ là đừng quên tăng lên 450 lượt chia sẻ em bắt đầu tiếp tục tặng quà. Nhà Mark nói là làm các chị ha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ dành cái thời gian để bạn Linh sẽ giới thiệu trước cái sản phẩm DA1 của Linh nhá. Rồi, và trước khi Linh giới thiệu về DA1, Linh sẽ để cho mấy chị ngắm được lâu hơn một chút xíu bằng cách là Linh sẽ trả lời một vài comment của mấy chị đang thắc mắc ha. Rồi, mấy chị hỏi là có áp dụng với lại thành viên không? Chị ơi, trong livestream này tất cả mọi người đều được áp dụng hết. Chỉ với điều kiện là mọi người hãy cố gắng ngồi đó và săn theo cú pháp của chúng em là được. Mình sẽ ngồi tập trung và săn theo cú pháp là mọi người sẽ được giảm giá. Bên cạnh giảm giá cực khủng lên tới 55% thì mọi người còn được free ship đơn hàng ha. Mọi người chỉ cần thực hiện theo cú pháp đó là mã sản phẩm kèm với số điện thoại thì bên ekip sẽ có người gọi điện tư vấn cho các bạn từ A tới Z. Và sản phẩm đầu tiên mà nhà Mark mở bán đó chính là một cái chiếc váy đầm suông rất là dễ thương ha. Một chiếc đầm suông, nó có cái dây yếm như này rất là xinh. Cái phần này là phần voan nha mọi người, phần này là phần voan, còn này là kate form. Cho nên là cái việc khi mà các bạn diện lên á, các bạn diện cái bộ váy này lên thì điều đầu tiên đó là
có cái sự trẻ trung này, bên cạnh đó là rất là thoải mái ha. Cái việc ngoài cái việc thoải mái ra ấy, thì cái chất liệu vải này Linh dám khẳng định với mọi người, khi Linh diện lên Linh cảm thấy rất tự tin là nó rất sang trọng. Bên cạnh đó thì nó sẽ làm cho mình có cảm giác là nâu sau này mình về mình giặt đồ nó không bị quá nhăn đâu mọi người ha. Mình rất là dễ trong cái việc đó là giặt ủi rồi, rất là đơn giản và nó sẽ không làm nhầu đồ của mình. Trên đây là một cái ưu điểm cực kỳ lớn mà Linh muốn chia sẻ với mọi người trong cái bộ đồ này ha. Trong cái bộ đầm rất là xinh này thì cái váy mà Linh đang mặc này mình có hai màu, một màu đỏ và một màu xanh. Đây mọi người thích màu đỏ thì có màu đỏ, muốn màu xanh thì có màu xanh. Và sản phẩm này của mình chúng ta có 3 size, đó là S, M, L ha mọi người ha. Và để cho mọi người biết được là mình mặc size nào chính xác, hãy để giúp Linh cú pháp đó là DA1 kèm với số điện thoại. DA1 kèm với số điện thoại thì các bạn sẽ được mua với cái sản phẩm này có giá là 439.000, chỉ mua trong live mới được nha mọi người nha. Ai comment mua trong live này thì mới được có cái giá ưu đãi 439.000. Và các bạn yên tâm là bên nhãn hàng sẽ có người trực tiếp gọi điện tư vấn cho các bạn về size, về màu sắc và về tất cả những cái thắc mắc của quý vị luôn. Các bạn hãy nhanh tay comment giúp Linh mã là DA1 kèm với số điện thoại nha. DA1 kèm với số điện thoại là cái mã mà Linh đang diện đây ha mọi người ha. Chất liệu của nó đó là Kateform ha. Mix với lại vải von này rất là mỏng nhẹ dễ thương nè ha. Cái bộ váy này thì Linh nghĩ là cái việc mà mình diện đi làm cũng được, mình diện đi chơi cũng được, nó rất là trẻ trung và thích hợp cho những chị nào mà đang muốn cưa sừng một chút xíu ha, cưa sừng để mình cho mình trẻ trung hơn. Và bây giờ Linh sẽ xem thử là sure, ok. Comment. Em đang thấy chị Phạm Quân hỏi là váy xanh có giá bao nhiêu. Thì chị ơi, đồ cái sản phẩm em đang mặc nha. Và sản phẩm cho em sẽ là DA2. Thì mức giá của đầm em đang mặc sẽ là 695.000. Nhưng hôm nay tại livestream em Hoài sẽ áp dụng mức giá sẽ là 439.000 cho mẫu đầm em đang mặc nha. Đầm này thì em cũng đang có đầy đủ size như đầm của Gia Linh luôn. Thì em sẽ có là size S, M, L cho các chị em mình. Đầm em làm cho các chị chất liệu sẽ là von cut rất là đẹp nha. Phần phối cổ trắng rất là dễ thương này. Thì đối với đầm của em và Linh á, là đều là những cái mẫu đầm rất là dễ mặc. Như các chị xem này, hai cái form đầm này thì đều là không có quá ôm eo nhá. Mặc đi chơi, đi làm, đi dự tiệc đều đẹp nhá. Chị ơi, đối với những chị nào mà đã có là thành viên của nhà em rồi á, thì cũng không có được giảm thêm nữa các chị nhà mình nha. Có nghĩa là mức giá giảm này thì sẽ áp dụng cho toàn hệ thống luôn. Có nghĩa là các chị nhà mình có thêm voucher hay như nào thì vẫn là có mức giá như hiện tại thôi ạ. Tại vì là bình thường nhà Mark thì đã không có mức giá giảm, nhưng hôm nay lên live stream có cái mức giá giảm rất là mềm. Và hôm nay có thêm chương trình đó là free ship các chị mình nhá. Và đầm, cái đầm mà Linh đang mặc á, thì 1m60, em xin trả lời chị Linh Ly một chút xíu ha. 1m60 nặng 50kg thì mình mặc size L giúp Linh ha. Mặc size L để mình hợp với dáng mình hơn. Và để chính xác hơn, các bạn hãy để lại comment giúp Linh là DA1 kèm với số điện thoại. Thì bên nhãn hàng sẽ trực tiếp gọi điện và tư vấn cho mọi người. Và Linh sẽ thông báo thêm cho mọi người biết một cái, đó là cái giá niêm yết của cái sản phẩm mà Linh đang diện đó, nó có là 595.000 một trong một bộ đồ như thế này. Nhưng ngày hôm nay thì chỉ còn giá là 399.000 thôi. Trời ơi, cực kỳ rẻ luôn. Mức giá rất là mềm các chị, cực kỳ ưu đãi với các chị nhà mình luôn nha. Và đối với những sản phẩm này là em chỉ áp dụng duy nhất trên livestream thôi, không áp dụng tại chi nhánh cửa hàng các chị yêu ha. Nên là hôm nay chị nào muốn sở hữu những em này với mức giá rất là mềm thì tranh thủ là mình mua ở trên livestream này. Và đừng quên là mini game vẫn còn ở phía sau, thì nhớ là chia sẻ livestream và comment tương tác cùng Mark thật nhiều nha. Linh thì đang mặc size là size S các chị ha. Và DA2 của Hoài là mình có bao nhiêu màu Hoài? Một màu duy nhất, cái màu xanh. Một màu duy nhất và best seller luôn nha mọi người. Đúng rồi. Đây là sản phẩm best seller luôn. Sản phẩm của em Hoài đang mặc á, là một trong những sản phẩm nhà em bán rất là chạy nha. Và thực ra đối với sản phẩm này, nhiều chị mua hàng cũng biết là trong cái thời gian mà tuần trước á, là nhiều chị nhắn tin cho trang page là đã hết hàng rồi. Nhưng mà hiện tại em đang restock lại cho các chị mình với cái mức giá mềm hơn rất là nhiều nha. Chỉ có 439.000 là sở hữu ngay chiếc đầm em Hoài đang mặc rồi. Thì bây giờ sẽ nhờ Linh cầm cái sản phẩm này và em sẽ giới thiệu kỹ đầm này nha. Đầm này mình sẽ làm cho các chị nhà mình form dáng A, hơi suông nhẹ các chị ha. Mẫu này em làm chiếc ben hai bên cho các chị nha, rất là đẹp luôn. Phần cổ phối dạng nơ rất là dễ thương. Thì đối với mẫu này em làm tay dáng cho các chị nhà mình là tay dáng lỡ nhá. Và hiện tại thì các chị nhà mình sẽ có cho em 3 phút để mình tư vấn đầm của Hoài và Gia Linh đang mặc. Thì sau đó An Hoài và Gia Linh sẽ tiếp tục lên mẫu khác nha. Nên là các chị yêu này, quan tâm mẫu nào thì mình nhanh tay comment. Và nếu như mình chưa chắc mình mặc size nào, hay là mình quan tâm về chất liệu hay là form đầm, mình cứ comment nhá. Em Hoài và bạn Gia Linh sẽ tư vấn nhiệt tình cho các chị mình. Và Linh sẽ giải đáp
Và ngay sau đây khi mà giải đáp xong những câu hỏi này thì Linh sẽ thay ngay một cái mẫu mới cho mọi người. Cho nên là bởi vì đầu like cho nên mình like hơi lâu chút xíu, nhưng mà sau này sẽ nhanh hơn ha mọi người ha. Và Linh là cao 1m55 nha mọi người nha. Cho nên là các bạn nào mà có cái chiều cao khiêm tốn thì các bạn cứ nhìn Linh và các bạn cân vào cái điều chiều cao của các bạn là sẽ hợp lý thôi. Chị mẫu mặc đầm xanh size gì vậy ạ? Đó là size M nha mọi người. Em mặc đang mặc size M các chị nhà mình ha. Em thì cao 1m6 và nặng 47 cân. Nói chung là về vấn đề size số thì các chị nhà mình cứ comment nhé, em sẽ tư vấn kỹ. Và mua trên online thì bao giờ nó cũng lợi hơn nha. Rồi bây giờ thì chắc Linh sẽ đi thay mẫu đầm tiếp theo đi ha. Tại vì là đầu live em chơi mini game nên là live sẽ lâu hơn bình thường một xíu. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tăng tốc nha. Và đừng quên là lượt chia sẻ của mình đạt 450 lượt chia sẻ thì em sẽ bắt đầu tặng quà tiếp theo cho các chị mình. Qua một mẫu nữa đi thì sau đó mình sẽ tiếp tục chơi mini game. Và tại vì hôm nay là cái ngày live đầu tiên nên em muốn để nhiều cái thời gian để tương tác với các chị nhà mình nhiều hơn. Và sản phẩm thì hôm nay rất là nhiều. Tổng cộng sẽ có 10 sản phẩm váy đầm cao cấp và best seller trong live stream. Nên các chị nhà mình nhớ ở trong live stream cùng em Hoài và Gia Linh tới cuối live nhá. Đảm bảo là cuối live sẽ còn một món quà rất là hấp dẫn, đó là tặng ngay voucher 500k để các chị nhà mình sẽ có thể thỏa sức này mua sắm ở trên toàn hệ thống của nhà mát các chị ha. Rồi các chị nhà mình mà cần tư vấn hay là cần lên mẫu đầm nào, hay là mình cần cho em Hoài những cái sản phẩm như thế nào, mình cũng có thể tương tác ở trong livestream nhá. Còn về vấn đề chơi mini game á, thì các chị nhà mình cứ tăng lượt chia sẻ lên cho em nha. Khi nào lượt chia sẻ của các chị nhà mình đạt cho em 450 thì em Hoài tiếp tục chơi mini game nhá. Hiện tại lượt chia sẻ của mình mới có 354 lượt chia sẻ thôi các chị ơi. Các chị có thể hỗ trợ em Hoài mỗi chị một lượt chia sẻ nữa không ạ? Mỗi chị một lượt chia sẻ nữa là mình sẽ bắt đầu chơi mini game tiếp theo nhá. Nên là hôm nay á vừa bán hàng này, vừa nói chuyện này, vừa chơi mini game các chị ha. Nên là hôm nay mình sẽ tập trung vào hai cái vấn đề đó, vừa chơi mini game và vừa bán hàng nữa. Nên các chị nhà mình đừng quên mua hàng mà quên mất cái vấn đề chơi mini game. Tại vì sao ạ? Hôm nay món quà của nhà Mark rất là giá trị luôn. Và phải nói là lâu lắm rồi thì nhà em mới livestream live. Nên là bao giờ trên livestream này các chị nhà mình cũng sẽ có nhiều ưu đãi hơn. Thứ nhất là sản phẩm giá mềm hơn, và thứ hai nữa các chị nhà mình sẽ được free ship ở trong live hôm nay nha. Tất cả các sản phẩm, kể cả các chị mua cho em một chiếc áo thun 179.000 thôi thì em cũng free ship cho các chị luôn. Là mình cố gắng là mình tương tác cùng em và các bạn nhà mình thật nhiều nhá. Rồi ok, bây giờ thì lên áo thun thêu hoa mới đi chị. Ok chị yêu nhá, xíu em sẽ lên áo thun thêu hoa mới nha. Thì bây giờ sẽ mời Gia Linh qua luôn mẫu mới nhá. Bây giờ sẽ mời Gia Linh qua một mẫu đầm rất là xinh. Thì nếu như chị nào thích áo thun thêu hoa mới thì chờ em một xíu nhá. Bây giờ sẽ em sẽ nhường lại sân khấu cho Linh và em sẽ tiếp tục qua mẫu mới cho các chị luôn ha. Kiểu hơi tiểu thư, rất là nhẹ nhàng luôn. Với cái sản phẩm này, với sự kết hợp giữa vải vôn này ha mọi người. Vải vôn rất là cái máy của chị rất là nhẹ nhàng. Cho nên là mọi người yên tâm trong cái việc đó là vôn poly đúng không mọi người? Cho nên là nó sẽ tạo cảm giác rất là nhẹ nhàng, mềm mại, dịu dàng, đúng chuẩn một cô gái. Nếu như mà các bạn là một cái người công sở đi, một cái nhân viên công sở đi, thì thật sự đây là một cái sự lựa chọn rất là perfect luôn mọi người ha. Và khi mà mình đi chơi cũng được luôn, rất là xinh xắn. Chắc chắn là khi lên hình thì sẽ rất là ảo luôn, bởi vì Linh thì cũng là một tín đồ của người hay sống ảo, cho nên là rất có nhiều đồ để mà mình chụp hình. Rất là xinh luôn ha các bạn. Cái với cái phần cổ như thế này nè, cổ bèo này nè, nó sẽ tạo cảm giác kín đáo. Nhưng mà không quên là có nhấn eo ở đây. Nhấn eo ở đây thì tạo cảm giác là cái eo mình rất là thon và dễ thương, rất là quyến rũ nữa. Linh xin đọc cái mã này, đó là DA4 kèm với số điện thoại. Giá niêm yết của sản phẩm này đó là 695.000, nhưng ngày hôm nay còn bao nhiêu ạ? Chỉ còn 439.000, và các bạn chỉ mua trong live thì mới được cái giá này thôi nha. 439.000 nha mọi người ơi, 439.000. Để Linh xem thử comment của các bạn thắc mắc điều gì nha. Rồi các bạn ơi, chia sẻ nhiều vào nha, bởi vì mình còn mini game nữa mọi người ạ. Mình còn mini game nữa. Đầm này đang được giảm giá chỉ còn 439.000 thôi, trong khi cái giá gốc đó là 695.000. Trời ơi, giảm quá lớn rồi, cho nên mọi người cố gắng đi đặt trong live này thì mới có giá siêu siêu hấp dẫn như vậy nha. Rồi mọi người hãy cùng chia sẻ nha, cùng chia sẻ và tiếp tục chơi mini game đi ạ.
mọi người phải chia sẻ nhiệt tình nha, để có rất nhiều bạn vào đây để xem những cái bộ đồ mới nhất trong bộ sưu tập của nhà Mác. Đây là lần đầu tiên mà nhà Mác live stream luôn mọi người. Và mọi người cũng biết rồi, Mác là một thương hiệu mà đã có 23 cửa hàng trên toàn quốc rồi, cho nên cũng đã không còn quá xa lạ với mọi người. Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay thì các bạn sẽ cảm làm quen với cái việc là Mác sẽ live stream để mà có những cái sản phẩm tuyệt vời gửi tới cho mọi người. Và mọi người ơi, mình có bao nhiêu màu ạ? Đây có 4 màu nha. Mọi người yên tâm là Linh sẽ đầm này có bao nhiêu size. À, mình có đủ size, đó là SML nha mọi người. Mình có đủ size SML, Linh là đang mặc size S. Linh là đang mặc size S ha. Bây giờ mình sẽ có 4 màu, Linh sẽ lấy cả 4 màu ra cho mọi người xem ha. Đây là 4 màu. Kể cả màu mà Linh đang mặc là mình có 4 màu ha mọi người. Màu Linh đang mặc nè mọi người thấy không? Đó là nền đen cộng với hoa ha. Nền đen cộng với hoa hồng nè. Hoa hồng có điểm tâm chút hoa vàng. Đây là cái nền màu trắng. Nền màu trắng hoa đỏ ha mọi người. Nền màu trắng hoa đỏ rất là xinh nha. Nền màu trắng hoa đỏ nè. Đây mình có một cái nền màu kem. Nền màu kem hoa tím. Nền màu kem hoa tím nha. Trời ơi, màu này màu tím hoa đậu biếc hay gì đó. Đây, để Hoài sẽ phụ Linh ha. Tại vì đầm này sẽ có rất là nhiều màu để các chị săn luôn. Cái đầm này xinh lắm các chị mình ơi. Nhìn ở ngoài là nhức nách hơn trên livestream rất là nhiều nha. Và kể cả là ví dụ như hơi bé con như kiểu Linh á, mặc mẫu này rất là xinh nhá. Đây, bé con hay là mọi người biết không, Linh chia sẻ thật sự á, là Linh là một cái người gọi là có cái chiều cao khiêm tốn, có một vóc dáng rất là bé nhỏ. Ai cũng cứ nghĩ là Linh là người mặc đồ rất khó. Tuy nhiên thì Linh nghĩ là để mà mình che đi những cái khuyết điểm của mình thì mình phải chọn những cái sản phẩm phù hợp. Cho nên là Linh rất là tin tưởng nhà Mác luôn. Bởi vì nhà Mác thiết kế những cái bộ đồ mà khiến cho Linh khi diện vào thì tôn được cái dáng của Linh, mặc dù Linh rất là nhỏ con. Cho nên ai mà có khuyết điểm cơ thể thì đừng có lo. Bởi vì các bạn cứ ngồi kiên nhẫn coi từ đầu tới cuối, các bạn chắc chắn cũng sẽ chọn được cho mình một cái sản phẩm phù hợp và tôn lên dáng của mình. Rồi, với lại hiện tại nhà Mác đang có rất là nhiều dòng sản phẩm nha. Kể cả là những cái sản phẩm các chị nhà mình mặc đi chơi này, đi làm này, trẻ trung năng động hay là hơi thiên hướng công sở một xíu thì nhà em cũng có. Và khi đến với nhà Mác thì chắc chắn các chị mình sẽ thay đổi những cái suy nghĩ về những cái sản phẩm rất là nhiều. Tại vì là những cái sản phẩm mà bình thường á, ví dụ như là các chị nhà mình nghĩ là ví dụ như bé con mà không được này, hoặc là kể cả là ví dụ như những cái khuyết điểm trên cơ thể mình nghĩ là mà không được, thì em nghĩ là tất cả những mã sản phẩm của Mác hôm nay em Hoài và bạn Gia Linh mang đến cho các chị nhà mình sẽ đáp ứng hết những cái kiểu như là tiêu chí để các chị nhà mình có thể là lựa chọn một cái sản phẩm đẹp nha. Rồi các chị nhà mình ngắm cho em này, những cái tông màu hiện tại đầm này đang có đều là những cái tông màu rất là dễ mặc và không có bị tệp da nha. Có nghĩa là tôn da này, tôn dáng cho chị mình luôn. Hiện tại thì có rất là nhiều tông màu nhưng mà chắc là Linh sẽ chỉ mặc được một tông màu thôi, tại vì tới 4 tông màu lận. Nhưng mà đầm này đang có mức giá là bao nhiêu Linh nhỉ? Đang có mức giá chỉ còn là 439.000 thôi, trong cái giá niêm yết là 695.000 đó mọi người. Và có một số câu hỏi là 1m55 nặng 50kg thì mặc size nào? Thì mặc size M nha. Và có một câu hỏi ở trên này Linh vừa thấy là da trắng hợp màu nào nhất? Mọi người ơi, da trắng mặc gì cũng hợp, chỉ là mọi người thích màu nào thôi. Còn bây giờ mọi người nếu thích mua 4 màu về để dành mặc luôn ha. Nếu như mà các chị nhà mình hỏi là ví dụ da hơi ngăm mặc mẫu nào thì em sẽ có thể là tư vấn màu cho các chị ok hơn. Chứ còn nếu da trắng thì em nói thiệt nhá, 4 tông màu này, tông màu nào các chị nhà mình mặc cũng đẹp. Nhưng mà riêng nhá, mẫu này da ngăm này, 4 tông màu này em đảm bảo các chị nhà mình là mặc cũng ok luôn. Tại vì sao ạ? Những cái tông màu này là những cái tông màu hoa trầm. Mà hoa nhí á, thì nhà em không có làm tông màu quá sáng nha. Và mẫu này á, mình lên cho các chị này, che khuyết điểm phần mỡ bụng tốt và cái phần cổ rất là kiểu như là lịch sự và kín đáo thôi chứ không có bị hở nha. Rồi các thêm một mình phần đó là nếu như ai tự ti về bắp tay to. Đúng rồi. Đây em biết rất nhiều chị đúng không? Bây giờ khai thiệt đi, rất sợ bắp tay to đúng không? Yên tâm, cái phần cánh tay này sẽ che sạch cho mọi người luôn, mặc cực kỳ tự tin tôn dáng. Và Linh xin nhắc lại mã của sản phẩm này là DA4 kèm với số điện thoại. Linh xin lỗi nha, tại vì Linh bối rối quá. DA4 kèm với số điện thoại nha mọi người. Sản phẩm mà Linh đang diện đó là DA4 kèm với số điện thoại. Mọi người cứ để lại số điện thoại và nhân viên sẽ gọi điện tư vấn cho các bạn ha. Mình cố gắng mua tranh thủ trong live đi, bởi vì khi hết live rồi á là sẽ không có còn là sẽ không còn, còn cái giá ưu đãi nha đâu. Trong khi giá gốc của nó là 695.000, cho nên là mọi người tranh thủ đặt nha. DA4 kèm với số điện thoại. Và chắc bây giờ thì Linh sẽ nhường lại
sân khấu này cho Hoài để Hoài giới thiệu tiếp cái bộ cánh của Hoài ha. Rồi ok, thì bây giờ em Hoài sẽ giới thiệu luôn cái sản phẩm DA3 của em đang mặc nhá. Thì DA3 này hiện tại em đang có hai tông màu để các chị nhà mình săn ha. Đó là tông màu be và tông màu hồng. Đối với chất liệu cho em này sẽ là lụa cát, thì mẫu này mặc lên rất là xinh nhá. Mềm mịn mát cực kỳ luôn các chị nhà mình ha. Mẫu này cho em từ 38 cho tới 60 cân là mình sẽ có size. Và em này các chị nhà mình ơi, hiện tại là em đang lên một cái đầm form suông cho các chị nhà mình rất là dễ mặc luôn. Thì chị nào mà cần tư vấn size này và cần tư vấn cái form đầm này thì cứ comment em sẽ tư vấn kỹ nhá. Đầm này cho em mã sản phẩm sẽ là DA3 và em đang có mức giá gốc của đầm này sẽ là 695.000 và duy nhất tại livestream ngày hôm nay chiếc đầm này sẽ được giảm giá còn 439.000 và đang có đầy đủ size nhá. Từ 38 cho tới 60 cân mình mặc đẹp này. Đầm này thì cái này là em tư vấn thiệt tình các chị nha. Cái em này thì phải là dưới 1m7 thì em nghĩ mặc mới ok. Còn đúng ra mà trên 1m7 thì em sợ mặc nó sẽ hơi ngắn quá. Đúng là thì nó dễ thương đấy, nhưng mà em thì sẽ tư vấn thật nha. Tại vì nhà mắc là bán hàng thật và luôn luôn mong các chị nhà mình là chị nào mặc cũng đẹp này. Nên là trên 1m7 thì em nghĩ là các chị nhà mình sẽ không nên chốt chiếc đầm này. Đặc biệt là đầm này em làm cho chị hai lớp và có túi cho em luôn ạ. Rất là xinh nhá. Em đang cao 1m6 và mặc trên gối cho các chị nhà mình tầm là 7 xăng, trên gối tầm 7 xăng cho em cái form đầm này. Thì đối với cái màu này là hai tông màu rất là nhu, màu hồng phấn và cái tông màu be phối trắng rất là sang ha. Đầm này cho em Hoài các chị này, thứ nhất là đi chơi, đi tiệc. Và cái đặc điểm tốt nhất của chiếc đầm này đó là che khuyết điểm phần eo rất là tuyệt vời luôn. Chị nào mà có phần mỡ bụng nha, hoặc là mình đi chơi mà mình ngại kiểu như là ăn uống không thoải mái á, thì mình mặc cho em những cái form đầm này đảm bảo các chị luôn là thứ nhất là người cơ thể của mình lâu lâu mình cũng phải nên diện những cái bộ cánh như thế này để ví dụ như là mình ăn uống thoải mái này, đi chơi hoạt động thoải mái nha. Những cái bộ đầm ví dụ như body hay là những cái mẫu đầm mà form ôm ấy thì sẽ phù hợp để các chị nhà mình đi tiệc hơn. Còn những em này thì mình vừa đi dạo phố, vừa đi chơi này, rồi là đi làm cho em những cái công việc mà tự do mà hơi không theo thiên hướng, là không có quá bắt buộc là những cái form đầm công sở quá, thì mình cũng có thể lựa chọn đầm này. Nhưng mà cái đầm này các chị nhà mình ha, đi tiệc cũng đẹp nha. Và bầu bì bon chen cho em Hải cũng ok luôn. Chắc là cho em mượn cái điện thoại ha. Cho em mượn cái điện thoại em sẽ lướt đọc comment của các chị nhà mình nhá. À rồi, bây giờ thì em sẽ dùng điện thoại và mình sẽ kiểm tra cái mini game các chị nhà mình nha. Hiện tại là lượt chia sẻ của các chị nhà mình đang là bao nhiêu rồi ạ? Rồi chị ơi cho em mượn cái điện thoại ha. Ok, bây giờ thì em Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của các chị nhà mình là bao nhiêu. Em đang thấy khá nhiều các chị đang xem livestream này. Các chị yêu ơi, mình có đang muốn chơi mini game không ạ? Tiếp tục chơi mini game nha. Bây giờ thì em Hoài sẽ tiếp tục chơi mini game và lượt chia sẻ của mình đang là bao nhiêu? Rồi 400 lượt chia sẻ đấy các chị yêu ơi. Tăng cho em Hoài 50 lượt chia sẻ nữa đi ạ. Em bắt đầu chơi mini game này. Bây giờ món quà đầu like thì em đã tặng các chị nhà mình chiếc áo sơ mi rồi. Bây giờ thì sẽ nhờ bạn Gia Linh lấy cái chân váy lúc nãy nhá. Cái chân váy màu này, đúng rồi, cái chân váy này là hồi nãy em đã bảo là chỉ cần lên 450 lượt chia sẻ là em sẽ tặng các chị nhà mình luôn. Thì bây giờ lượt chia sẻ của mình chỉ thiếu 50 lượt chia sẻ nữa thôi. Thật sự là thôi bây giờ mình bỏ qua cái việc chia sẻ chút xíu đi. Nãy giờ tức quá, đứng ở ngoài kia nhìn vô là thấy Hoài mặc cái bộ váy này rất là đẹp luôn. Mà mình muốn cũng được muốn mặc nữa, nhưng mà bây giờ mỗi mẫu thì sẽ được mặc một mẫu thôi, đâu có được mặc trùng như vậy thì sẽ tốn thời gian của mọi người. Nhưng thật sự luôn Linh cực kỳ thích cái form dáng và cái mẫu này luôn mọi người. Cái bèo này rất là xinh nè, bèo này không có phải là quá bánh bèo, nhưng mà nó kiểu nó nữ tính làm sao mà hai cái màu này nó nhẹ nhàng, nó kiểu cái kiểu màu pastel á, tạo cảm giác rất là dịu mắt và mình rất là dễ mặc luôn. Trời ơi, thích quá thật sự luôn mọi người. Cho nên nhanh tay đặt đi ha. Và mọi người ơi, để mà cổ vũ tinh thần cho Hoài và Linh có động lực hơn để thay đồ đẹp ra cho mọi người xem và để sale cho mọi người một cái giá khủng, bây giờ mọi người giúp Linh thực hiện một cú pháp, đó là thực hiện một cái động tác thôi, đó là share livestream. Mình có thể share lên những cái hội nhóm các bạn ha. Mình share làm sao Linh không biết, share bằng mọi giá làm sao để cho cái lượt xem nó nhiều hơn, để Linh có thể lấy ra nhiều phần quà để tặng cho mọi người. Cho nên là mọi người phải tạo động lực giúp Linh và Hoài nha. Rồi ok. Các chị nhà mình hỏi là đầm có mấy size, thì đầm hiện tại là có size 3, size SML. Và đầm này thì cho em hôm nay sẽ được free ship ở trong cái livestream ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ thì hiện tại là lượt chia sẻ của mình đang là thiếu cho em Hoài 45 lượt chia sẻ thôi. Trong lúc vừa chia sẻ thì mình sẽ vừa comment cú pháp nha. Cái cú pháp bây giờ thì comment cho em cú pháp khác đi các chị ơi. Bây giờ mình sẽ comment là tặng chân váy nha, kèm chia sẻ livestream và nhớ tag bạn bè vào xem livestream giúp em ha. Tặng chân váy ha mọi người, cú pháp tặng chân váy kèm với việc đó là các bạn tag ít nhất là phải 3 người bạn ha. Mọi người giúp Linh thực hiện cú pháp đó là tặng chân váy cộng với tag tên ít nhất 3 người bạn.
Thêm bên cạnh đó là các bạn phải share livestream ở chế độ công khai để khi mà Linh và Hoài vào kiểm tra thì có thể thấy được cái bài share của mọi người. Còn mọi người để chế độ bạn bè thì Linh không có kết bạn với mọi người, Linh đâu có thấy được cái bài share đâu, đúng không ạ? Cho nên mọi người hãy cùng nhanh tay share livestream. Đầu tiên mình share livestream rồi mình vào mình comment giúp Linh, đó là tặng chân váy kèm với việc tag tên ba người bạn nha, và ít nhất ba người bạn mới là đúng cú pháp đó. Rồi hiện tại là em thấy các chị nhà mình đang comment rất là nhiều rồi, và chị nào đang hóng nhận được cái món quà chân váy này ạ, để xem nào, cái chân váy này sẽ có mức giá gốc cho chị nhà mình là bao nhiêu nha. Em Hoài sẽ kiểm tra là chân váy có mức giá gốc là bao nhiêu, tại vì là em này là một món quà rất là giá trị mà Mark gửi tặng các chị nhá. Wow. Trời ơi. Mức giá rất là cao đấy nha. Thật sự luôn, để lên đọc giống như sổ số vậy mọi người. Đó, mình có một số 3, một số 9 và một số 5, đó là 395.000. Đó mọi người thấy chưa? Thật sự luôn là tặng quà mà tặng quà xịn quá. Hay là thôi cho em ra em ngồi em chơi trò chơi được không mọi người? Chứ sao bắt em đứng like trong khi em thấy váy đẹp quá không cho em chơi vậy? Mọi người cố gắng nha, cố gắng like để giành giật được cái váy này nha mọi người. Hãy comment giúp Linh theo cú pháp, đó là tặng chân váy kèm với việc là tắt tên ít nhất 3 người bạn và để chế độ công khai nha. Các bạn share livestream để chế độ công khai giúp Linh. Trời, em thấy comment hiện lên rất là nhiều rồi, và lượt chia sẻ của mình đang thiếu 25 lượt chia sẻ nha. Trời, mọi người cố gắng lên, có 25 lượt chia sẻ, mỗi người like 5, mỗi người share 5 lần vào 5 hội nhóm là xong rồi. Cho nên là share nhiều nhiều đi mọi người, để mình nhanh mình nhận quà nè. Linh nôn nóng quá, và Linh cũng rất là nôn nóng để mà giới thiệu cái bộ váy xinh xắn này của mình nè. Ok, lượt chia sẻ của mình hiện tại đang đủ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ để các chị mình comment 1 phút nữa nha. 1 phút để các chị nhà mình comment, sau đấy em sẽ bán sản phẩm. Tại vì sao ạ? Nhiều chị kêu là thôi không chơi mi game nữa, bán đi em. Nhưng mà tại vì là sao các chị, em biết là nhiều chị có mua nhu cầu mua hàng, nhưng mà tại vì là hôm nay là lần đầu tiên nhà em ra mắt và live stream lại, nên là em muốn vừa là kết hợp chơi mi game này để các chị em mình có cảm giác thoải mái, và vừa thứ hai nữa là bán sản phẩm. Nhưng mà mình sẽ có hai cái vấn đề chính, đó là vừa chơi mi game vừa bán sản phẩm. Là hôm nay các chị cho em Hoài xin một ít phút để chơi mi game, để dành tặng quà tặng cho các chị nhà mình nhá. Thôi bây giờ thì sẽ đếm ngược 1 phút và sau đó em sẽ bắt đầu lướt tặng nha. Các chị nhà mình vẫn tiếp tục chia sẻ đi, lên 550 lượt chia sẻ em tiếp tục tặng một sản phẩm khác nữa. Tại vì trong livestream hôm nay bên công ty là cho em tặng tới 5 đến 10 sản phẩm luôn, có nghĩa là luôn, đúng rồi, tùy vào tương tác của các chị mình thôi nha. Nên là bây giờ mình cứ chia sẻ nhiều đi, được 550 lượt chia sẻ em tiếp tục tặng tiếp. Và sản phẩm các chị thấy không ạ, giá thành của sản phẩm của quà tặng càng ngày càng tăng rồi đấy ạ. Cái sản phẩm cuối cùng nha. Em thấy mấy chị nè comment nhưng mà không có tag tên, là tí nữa là mấy chị không được nhận quà đó. Cho nên là cố gắng tag tên bạn bè vô giúp em nha, ít nhất 3 người bạn bè nha. Và sản phẩm mà Linh đang cầm trên tay có giá là 395.000 nhưng mà không có bán nha mọi người. Hiện tại cái váy này là không có bán, mà cái váy này là dành để tặng ha mọi người ha. Cho nên mọi người chỉ cần đó là chơi trò chơi và sẽ được nhận được quà siêu khủng luôn. Rồi ok, bây giờ thì sẽ kiểm tra xem là thời gian 1 phút của mình sẽ còn bao nhiêu giây nha. Hiện tại là em Hoài thấy là mình sẽ còn thì các chị nhà mình là 15 giây cuối cùng để comment thôi ạ. Chị nào chưa comment là tặng chân váy kèm tag ba người bạn là nhanh tay comment nha. Và đừng quên là nếu như mình thiếu cái lượt chia sẻ thì mình nhớ là chia sẻ đầy đủ cho em. Hôm nay mình sẽ được thứ nhất này là chơi mi game này, và thứ hai nữa là cuối live em còn thì các chị nhà mình một cái voucher 500.000 bằng tiền mặt để các chị nhà mình mua sản phẩm nha. Cái voucher tiền mặt các chị ha, là mình cố gắng làm mình chia sẻ và tương tác thật nhiều. Tại vì ví dụ như em tặng chân váy này, nhiều chị không thích chân váy chẳng hạn, nhưng mà mình có voucher thì mình có thể là mua sản phẩm khác, mua cái gì mà mình thích. Đúng rồi. Rồi ok, bây giờ thì bắt đầu sẽ nhờ Linh lướt tiếp theo cho các chị mình nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lướt ha mọi người. Rồi các chị yêu ơi, em Hoài còn cho các chị mình 10 giây để bắt đầu comment tặng chân váy nha. Bây giờ bắt đầu em sẽ đếm ngược 10 giây và mình bắt đầu lướt này. Và các chị nhà mình, chị nào chưa comment nhà, nhanh tay comment, chưa chia sẻ là nhanh tay chia sẻ, và cứ chia sẻ bất chấp cho em đi các chị ơi. Tại vì quà phía sau còn rất là nhiều, chỉ cần là bây giờ sau khi lướt quà này mà đạt 550 lượt chia sẻ là em tặng luôn tiếp theo chị thứ ba luôn. Là mình tranh thủ là mình comment và chia sẻ thật nhiều nha. Rồi ok, bây giờ là em vừa nói xong là hết 10 giây được các chị. Trời, quá rất là nhanh. Bây giờ sẽ nhờ Linh sẽ lướt và tặng chị thứ hai ở trong livestream này, để xem chị nào may mắn sẽ nhận được món quà với chiếc chân váy trị giá 395.000 ạ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lướt nha mọi người. Linh đếm đến 3 là Linh sẽ lướt, và tay của Linh dừng lại ở đâu thì đếm đến 5 đi. Đúng rồi. Dừng lại ở đâu thì người đó sẽ là người được nhận phần quà may mắn này nha. Ok, bây giờ em sẽ bắt đầu đếm nha. Em và Linh cùng đếm để cho cái không khí nó thật là sôi động các chị ha. Ok. Rồi ok. 1 2 3 4 5. Rồi ok, để xem nào.
xem Linh đang đang dừng lại mọi chị người nào ơi, hơi bị lỗi kỹ thuật chút xíu, chắc là phiền Hoài và Linh cùng đếm lại ha. Thôi bây giờ đếm tới 3 thôi các chị nhá. Rồi 1, 2, 3 rồi ok, để xem là chị nào nhá. Trời ơi, Linh đã chạm tới chị Huỳnh Tú Nhi, nhưng thật tiếc là chị đã không tát tên ba người bạn này mọi người đây. Không tắt tên ba người bạn, và bây giờ mình sẽ tiếp tục 3 giây tiếp nha. Rồi, 1, 2, 3 Rồi ok, mong là lần này sẽ tặng được các chị mình nhá. Đó là chị Dương Ngọc Hà tặng chân váy. Rồi, tắt tên quá trời và thả tim quá trời luôn. Rồi bây giờ Linh sẽ vào kiểm tra chị Dương Ngọc Hà nha. Mình sẽ vào cái phần trả lời đó Linh. Đây này, mình sẽ vào cái... Đúng rồi. Sao không được ta? Đây. Đúng rồi, vào cái phần trả lời và mình sẽ kiểm tra ha. Đây. Rồi, chị để công khai luôn nha mọi người. Và chị share cũng khá là nhiều bài rồi, cho nên chị thật sự rất là xứng đáng với món quà này ha. Cảm ơn chị Dương Ngọc Hà nha. Chúc mừng chị. Chúc mừng chị đã có một cái chỗ giải thưởng. Em thích cái váy này lắm luôn. Chúc mình hình lại nha. Ok. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu để cho bạn Gia Linh sẽ bán tiếp sản phẩm tiếp theo. Các chị đừng quên là mình vẫn tiếp tục chia sẻ nha. Tới 8 món quà vẫn chờ các chị mình ở phía sau đấy ạ. Và cuối live sẽ có một cái voucher 500k tặng các chị mình, nên là mình nhớ là mình tương tác của em thật nhiều nha. Rồi, món quà này sẽ thuộc về chị yêu rồi ha. Thì bây giờ sẽ mời Linh sẽ giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Và em Hoài sẽ tiếp tục đi thay một mẫu mới nhá. Rồi, để cho mọi người có thể ngắm nghía rõ hơn thì em sẽ làm duyên làm dáng chút xíu nha mấy chị. Đó. Rồi, khi mà với cái bộ váy này thì Linh sẽ hướng dẫn các bạn những cái dáng bôi chụp hình làm sao cho nó xinh nè. Đó, mình đặt tay lên đây ha mọi người ha. Đó, cười duyên nè. Xòe váy nè. Đó, duyên dáng không mọi người? Đây là một cái bộ váy mà để cho mọi người có thể sống ảo nè mọi người. Rất là kín đáo ấy mọi người. Mình vẫn có thể đi làm công sở tốt, mà mình vẫn có thể là diện đi chơi, đi hẹn hò. Cái này Linh nghĩ đi du lịch rất là hợp ha. Bây giờ thì mình chưa có đi du lịch được, nhưng mà mọi người biết không, sau khi mà mọi thứ nó ổn định rồi thì nhu cầu đi du lịch rất nhiều, và chắc chắn mình cũng sẽ đi du lịch. Nhưng lúc đó mình mua đồ thì chắc chắn là không có giá giảm như bây giờ. Cho nên thay vì để lúc đó mình mua một cái giá mắc, thì bây giờ tại sao mình không mua với một cái sản phẩm mà tuyệt vời như thế này mà giá nó lại rất là mềm luôn. Và cái sản phẩm mà Linh đang mặc này có mã là DA6 đúng không ạ? DA5 ạ. Xin lỗi mọi người, sản phẩm Linh đang mặc này là DA5 kèm với số điện thoại dùng Linh. Giá bao nhiêu ạ? Chỉ có 399.000, trong khi giá gốc là bao nhiêu? 595.000 mọi người. Từ 595.000 sale còn có 399.000 thôi mọi người. DA5 kèm với số điện thoại dùng Linh, cú pháp nha mọi người nha. Chúng ta nếu như mà cảm thấy hơi bối rối thì chúng ta có thể nhìn vào màn hình ha. Cú pháp trên màn hình này mọi người, DA5 kèm với số điện thoại, giá gốc của nó là 595.000 và hôm nay có giá 399.000. Trời đất ơi, không tưởng tượng nổi. Thật sự luôn là tí nữa Linh sẽ thấy cái sản phẩm nào mà nó sale nhiều là mình sẽ hốt về để mình để dành khi nào mà hết dịch rồi nè, hay mình đi chơi được rồi nè, thì mình sẽ lấy mình đi mặc, mình đi du lịch và mình chụp hình. Còn bây giờ thì mình tranh thủ mình mua đồ sale còn hết dịch rồi á, sợ lúc đó không có mua sale được nữa mọi người ơi, nên là phải tranh thủ nha. Rồi bây giờ có comment nào mấy chị quan tâm tới em không? Mát ơi, em có tác tên mà Huỳnh Tú Nhi. Cái này là để lúc nãy là Linh chạm ngay cái comment, nhưng mà cái comment đó của bạn không có tác tên, thì cái comment nó phải đúng cú pháp, đó là tặng chân váy kèm với người tác tên thì mới đúng yêu cầu nha bạn ơi. Tí nữa đi, mình còn nhiều phần quà lắm. Bình tĩnh nha, yên tâm nha, đừng manh động nha, chuẩn bị nhiều phần quà đây. Đây là những phần quà dành tặng cho mọi người. Cho nên mọi người đừng có lo, chỉ cần mọi người kiên nhẫn ngồi chơi thôi là sẽ có quà. Hôm trước thấy trên web ưng hết cỡ, giờ thì được giá sale. Hên la trước đó chưa mua chứ giờ. Có nghĩa là chị này chỉ comment, chị nói là chị coi trên web xinh quá mà chị chưa có mua, bây giờ sale nên là bây giờ chị ráng chị đặt đi nha, chứ không là bỏ qua thời cơ là không được đâu. Rồi, với cái đầm này thì mình sẽ có đầm DA5 này, mình sẽ có 4 màu nha mấy chị ơi. Đấy, trời ơi, 4 màu siêu xinh của nhà mát của mọi người. Để Linh coi comment của mấy chị hỏi gì đây. Mình xem trên Lazada thì đặt hàng như thế nào ạ shop? Thì chắc bạn cứ để lại số điện thoại thì bên
bên mình sẽ gọi tư vấn cho bạn một cách kỹ càng hơn nha. Và các bạn đặt hàng trên Line thì sẽ có giá sale như thế này, còn đặt ở nơi khác thì Linh không đảm bảo, Linh không biết nha mọi người. Linh chỉ biết trên Line này có giá siêu phẩm, siêu giảm giá thôi, cho nên mọi người đặt trên Line thì sẽ có được cái giá như là Linh nói ha. Hiện tại thì sản phẩm này có giá là 399.000, trong khi giá gốc của nó là 595.000 luôn ha. Rồi cú pháp đó là DA5 kèm với số điện thoại và các bạn free ship luôn. Free ship cho mọi người luôn, cho mọi người yên tâm đi. Mình bây giờ mình chỉ có tới mình trả 399.000 thôi, không có phải trả thêm bất cứ cái phí gì nữa ha. Rồi các bạn có bao nhiêu màu? Chúng ta sẽ có 4 màu. Màu của Linh đang mặc á là cái nền màu kem nhạt cộng với những cái hoa nhí rất là xinh nè. Mình có cái màu xanh nè, xanh mint nè mọi người, xanh bạc hà nè, mát mẻ nè. Trời ơi, nhìn là thấy giống kẹo ngọt đó mọi người. Nhìn là thấy người nào mặc cái váy này là thấy ngọt ngào rồi. Đó, cánh hoa rất là xinh nha, cánh hoa rất là đẹp. Và chúng ta có thêm đó là màu hồng ha mọi người. Đó, có cái màu hồng này tiểu thư nè, dễ thương nè ha. Có anh nào đang coi livestream không, mua tặng người yêu ha. Đây, màu hồng này cũng có hoa nhí rất là xinh luôn. Đó, màu này là màu cũng là màu màu kem, nhưng mà kem sáng hơn một xíu nha mọi người. Màu kem này sáng và có hoa màu xanh, xinh quá. Đây Linh ơi, eo mình 67 mặc size S hay size M? À mình nghĩ là mặc size tùy vào cái chiều cao của bạn nữa ha. Nhưng mà nếu như bạn cao thì bạn mặc dùm Linh là size S đi là vẫn ok. Còn bạn mà thấp thấp bé bé thì các bạn mặc size M ha. Nhưng mà Linh nghĩ là 67 là mặc size S rồi đó. Mà để chính xác hơn, các bạn hãy cứ để dùng link cú pháp đó là DA5 kèm với số điện thoại thì các bạn sẽ được tư vấn tận tình luôn. Các bạn sẽ được nhân viên hỏi chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng và sẽ chọn cho các bạn cái size mà chuẩn nhất luôn. Rồi mình màu nào hợp với da ngâm? Rồi nếu như bạn da ngâm ấy thì bạn có thể chọn cái màu giống như là màu xanh nè, màu xanh min nè, hoặc là cái màu mà Linh đang mặc nè, hoặc là màu hồng. Các bạn tránh chọn cái màu trắng sáng ha. Tránh chọn màu trắng sáng để làm nó sẽ làm nổi bật cái màu da nâu của các bạn á. Rồi chúng ta có 3 size nha mọi người, SML ha. Cho nên mọi người có thể yên tâm là chiều cao cân nặng nào cũng có thể có size để mặc, yên tâm. Rồi Linh nhắc lại, DA5 kèm với số điện thoại. Sản phẩm này có giá 399.000 ở giá hiện tại thôi nha mọi người, trong khi giá gốc là 595.000, cho nên nhanh tay đặt hàng nha. À rồi mọi người ơi, để Linh sẽ giới thiệu sơ qua một chút xíu về cái sản phẩm này mà Linh ấn tượng nè. Nãy giờ cầm cái mình bị phân tâm quá, mình không có thể nào mà show được hết những cái vẻ đẹp tiềm ẩn của chiếc váy này. Đó mọi người, bản thân của Linh là một người ngày xưa rất là tròn, cho nên á mình rất là khao khát một lần có được diện được cái vòng eo của mình. Hiện tại eo mình cũng không to lắm đâu, nói thật với mọi người á, cũng có mở nhiều lắm. Nhưng khi diện cái này vô, cái này nó rất là ăn gan nè, hắt dáng dùng Linh nè, bó sát và phồng cái phần phía trên này, tạo cảm giác, mọi người có thấy cảm giác là cái vòng một của Linh nó to hơn không? Mắt nhỏ với mọi người nha, vòng đo không có chuẩn đâu, do đồ đó, đồ tôn lên đó. Còn cái vòng sau này thì nó phồng phồng lên vậy, thì cái hắt cho mình cái vòng 3 nó phồng phồng, nó to to, nó cảm giác giống như là mình dáng mình chuẩn người mẫu lắm vậy đó. Trong khi thì không có đến nổi như vậy đâu mọi người. Vòng eo của Linh thì cũng không phải là vòng eo con kiến, đôi khi nó cũng vẫn có chút mỡ thừa. Nhưng khi mà diện cái này này, nó chích eo lại như thế này, bó sát như thế này, ở dưới này thì phồng lên, thì các bạn sẽ không bao giờ thấy được cái ngấn, cái ngấn bụng. Còn khi mà mọi người mặc cái đồ ôm body á, nếu như có ngấn bụng chắc chắn nó sẽ bị lộ. Nhưng mà khi các bạn diện những cái kiểu thiết kế thông minh, Linh phải gọi là thiết kế thông minh như thế này á, thì các bạn không lo là bị lộ khuyết điểm ha. Trên này thì phồng, chích eo ở dưới phồng, cho nên tạo cảm giác là giống như chữ A vậy nè, chữ A phía dưới vậy nè, bó sát đồng hồ cát đó mọi người ha. Rồi cho nên mọi người muốn nhanh tay mà chọn cái sản phẩm này á thì comment cú pháp giúp Linh là DA5 kèm với số điện thoại. Chúng ta có 4 màu ha mọi người. DA5 kèm với số điện thoại hiện tại giá chỉ có 399.000 thôi. Nói mà tức luôn á, sao bình thường trên web bán là 595.000, hôm nay trong live bán 399.000. Mọi người không nhanh may đặt là em nói thiệt sự luôn, hối hận luôn nha mọi người. Rồi lâu lắm rồi mới thấy em like lại. À chị salon, chị Milan ơi, tại vì do bữa giờ là tình hình dịch căng thẳng quá, bây giờ bắt đầu mình phải đi live để mình giới thiệu cho mọi người những cái bộ cánh đẹp á chị Milan ơi.
Hôm nay là có mã giảm giá của nhà mát á, độc quyền trong cái live stream này, cho nên là chị có muốn mua thì chị tranh thủ nha. Tí nữa có mini game á, tí nữa chị chơi mini game đi ha. Rồi, bây giờ thì chắc là wow mọi người ơi. Trời, thật sự là phải nói từ ganh tị với lại Hoài luôn á. Hoài đang diện một cái bộ đồ quá là nổi bật đi. Cho nên bây giờ chắc Linh sẽ nhường lại cái sân chơi này cho Hoài để Hoài có thể giới thiệu đến bộ đồ cho mọi người ha. Rồi, tiếp theo đây em sẽ lên một cái sản phẩm gọi là best seller của nhà em luôn các chị mình nha. Mã sản phẩm cho em này, đầm này mã sản phẩm hôm nay có mức giá sale rất là mềm luôn. Hiện tại là chị yêu nào đang quan tâm cái sản phẩm của em nha, lên ngay cái mã sản phẩm sẽ là DA6 các chị ha. Đầm này đang có mức giá gốc là 595.000 và 545.000 và em đang giảm trực tiếp còn 299.000 ở trong live ngày hôm nay thôi, và số lượng sẽ có hạn các chị mình nha. Đầm này các chị nhà mình mà đang thích là phải chốt nhanh chốt lẹ cho em Hoài nhá. Cái đầm rất là đẹp luôn các chị, vừa có thể mặc đi làm, vừa có thể mặc đi chơi và vừa có thể mặc đi tiệc được này. Đầm form đuôi cá phía dưới rất là đẹp cho em nhá. Chị nào mà quan tâm mẫu này là nhanh tay chốt ngay cho em là DA6 kèm màu kèm thoại. Thì hiện tại là mẫu này em đang có các chị nhà mình rất là nhiều tông màu nhá. Em đang có cho các chị nhà mình đó là 4 tông màu luôn các chị ơi. Đầm này có cái mức giá rất là mềm, chỉ có 299.000 thôi. Là chị nào mà muốn sở hữu ngay em này là phải thật nhanh tay nha. DA6 kèm màu kèm loại, mức giá cho em là 299.000. Chị yêu nào mà quan tâm đầm này này, em đang có các tông màu để các chị săn ha. Đó là tông màu xanh ạ, màu hồng và màu cuối cùng sẽ là màu đen. Còn cái tông màu em đang mặc sẽ là tông màu đỏ nha. Em đỏ này là tông màu đỏ vừa này, không quá tươi cũng không quá trầm các chị ha. Cứ từ 38 cho tới 60 cân là mình sẽ mặc đẹp đầm này. Là chị yêu nào mà đang quan tâm cái mã sản phẩm DA6 là nhanh tay chốt đơn nhá. Em có cho các chị nhà mình đầm này lên hai lớp, tay sẽ là làm tay bồng kiểu dạng tay bì các chị. Phía dưới em kết hợp cho mình dạng khơi đuôi cá nhẹ này, chiết bên hai bên chị em Hoài rất là sang nha. Đặc biệt là phía sau thì mình sẽ có cái dây cột nơ tạo gọi là điểm nhấn cho đầm ạ. Thì đầm này mà chị nào nhanh tay chốt là phải chốt ngay. Em cảm ơn chị Linh Ly rất là nhiều ha. Màu hồng xinh quá, màu hồng xinh là chốt nhanh các chị ha. Cái màu hồng này rất là ngọt, màu hồng pastel cực kỳ ngọt ngào luôn. Và rất là sáng da cho tất cả các chị nhà mình nha. Đối với đầm này Mark mang đến một cái mức giá rất là mềm các chị, chỉ có 299.000 thôi. Chắc hẳn là nhiều chị đang xem livestream và đang rất là hối tiếc, tại vì hôm bữa mình đã mua với mức giá là 545.000. Nhưng mà em báo trước nhá, không có gì tiếc hết các chị ơi, tại vì là hôm nay chị nào có thời gian săn sale thì mình mới có mức giá như em Hoài đang mang lên cho các chị nhà mình nha. Xinh quá, mình đã mua màu đỏ. Em cảm ơn chị xinh đàn rất nhiều này. Em cảm ơn chị Lê Kim Ngân rất là nhiều nha. Màu đỏ rất là sang, các chị nhà mình khen màu đỏ rất là nhiều. Chị nào mà thích màu đỏ là phải chốt trước, tại vì em nghĩ là màu đỏ này là cái sản phẩm rất là best seller của nhà em đấy ạ. Nhiều chị đã từng và đã có cái sản phẩm này rồi, thì chị nào mà thích mẫu này là tranh thủ mình chốt luôn nha. Rồi ok, em sẽ đọc lại màu các chị ha. Đỏ, đen, hồng và xanh, mức giá 299.000. Và các chị nhà mình đừng quên là nhớ chia sẻ cùng Mark thật nhiều nha. Tại vì là quà phía sau còn rất là nhiều này. Phía sau em còn mini game và còn cái voucher của Live đấy ạ. Hôm nay các chị nhà mình mua đầm này, tại vì sao mà mình nên mua? Tại vì em Hoài chỉ áp dụng duy nhất tại livestream là thứ nhất, và thứ hai nữa là mình ra cửa hàng thì không có mức giá giảm này. Và điều quan trọng nhất là hôm nay mình mua sản phẩm này và chỉ cần ở nhà đặt hàng thôi, sở hữu ngay một chiếc đầm với mức giá cho em là 299.000, không cần bất cứ trả một cái thêm chi phí nào các chị nha. Có nghĩa là phí ship các chị nhà mình cũng không có tốn luôn ha. Nên là hôm nay em sẽ free ship cho các chị nhà mình này. Ok, chị Nguyễn Khánh Viêm chốt DA6 cho chị yêu. Ok, chị Uyên Thi nha. Chị nào đang xem livestream mà thích mẫu này là nhanh tay lên đơn. Em Hoài sẽ chỉ chốt mẫu này cho các chị nhà mình 3 phút thôi nha. 3 phút để mình chốt sản phẩm DA6 này. Em này mình có thể mặc đi tiệc đi chơi được luôn. Phối cho em một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh giống em đang mặc là mình có thể đi dạo phố cà phê với bạn bè rồi ha. Và tông màu thì các chị nhà mình có rất là nhiều. Đúng ra bây giờ cái mẫu đầm này em đang giảm giá trực tiếp cho các chị nhà mình là gần cho em là gần 50% luôn các chị, 50-55% luôn đấy. Nên là cái cơ hội vàng để các chị nhà mình mua sản phẩm này thật sự nổi bật với rực rỡ luôn ạ. Em cảm ơn chị Ánh Dương rất là nhiều nha. Siêu yêu nữa ạ. Đúng rồi, cái giá này rất là đẹp các chị nhà mình á. Sản phẩm đẹp em không nói, nhưng mà cái giá rất là mềm luôn. Và cái sản phẩm này đối với cái mức giá này là cái giá mà kỷ lục nhà Mark mang đến cho các chị nhà mình rồi. Có nghĩa là trước giờ nhà em chưa có bao giờ mang đến cái mức giá mềm như thế này đâu ạ. Nên là hôm nay chị nào muốn sở hữu đầm này là phải nhanh tay nha. Em sẽ còn cho các chị nhà mình là mỗi chiếc tầm vài đơn nữa thôi, nên là mình tranh thủ mình chốt đơn nhá. Và đối với chị nào mà đang
xem like của nhà em ở trên các sàn thương mại điện tử này thì mình cứ inbox trực tiếp cho nhà em nha. Tại vì là hiện tại thì em không có tương tác được hết với tất cả các chị nhà mình. Nên là ví dụ như mình đang xem ở sàn thương mại điện tử thì mình vẫn cứ lên đơn nha. Cái này thì em sẽ quay phía sau các chị xem, nhưng mà tại vì phía sau em đang mặc cái mẫu đầm này nó hơi rộng một xíu các chị ơi, là em sẽ xin phép kẹp cái phần eo lại các chị ha. Thì phía sau của đầm này rất là đẹp luôn. Nhưng mà tính ra cái người của em ấy là nó lở dở cho em hoài giữa size S và size M. Nên là em mà mặc size S thì nó sẽ hơi bị kiểu như là hơi bị kích một xíu. Nhưng mà mặc size M thì nó lại rộng eo. Tại vì là em đang nằm ở cái giữa cân nặng mà ngưỡng ở giữa hai size các chị. Nên là nếu như mà chị nào có cái phần eo hơi nhỏ nhỏ giống em hoài thì mình có thể là chiết ben lại một xíu là sẽ đẹp các chị mình nha. Rồi ok, chị Huỳnh Tú Nhi em chốt DA6 ạ. Em cao 1m6 các chị nha. Em hoài cao 1m6 và đầm này nếu như 1m57 thì sẽ mặc qua gối đấy ạ. Tại vì là em đang mặc chấm gối rồi và chị nào mà cao 1m57 thì sẽ mặc quá gối giúp em luôn nha. Đối với đầm này thì các chị nhà mình yên tâm giúp em hoài. Màu đen em 1m6 mặc size L đúng không? Chị yêu ơi, kiểu này là mình đang hơi sai rồi. Tại vì là thực ra các chị nhà mình cái size không phải phụ thuộc vào chiều cao, mà các chị nhà mình cứ để lại cho em mã sản phẩm đi, DA6 kèm màu kèm loại nhá. Sẽ có các bạn nhân viên của nhà MAC gọi điện và tư vấn size số của chị mình ok hơn. Tại vì là mình 1m6 là đang bằng cái chiều cao của em hoài, nhưng mà phải phụ thuộc vào cân nặng của mình nữa ha. Có nghĩa là 1m6 45 cân sẽ mặc size khác, 1m6 50 cân sẽ mặc size khác, và 1m6 ví dụ như 60 cân thì sẽ mặc size khác chẳng hạn. Thì từ cho em 38 cho tới 60 cân là nhà MAC sẽ có đầy đủ size cho các chị luôn. Là mình cứ lên cú pháp cho em hoài là DA6 kèm số hoài đi ạ. Nhà em sẽ tư vấn size các chị mình rõ ràng nha. Và cái đầm này là một cái sản phẩm best seller mà mức giá 299.000. Chị nào mà hóng xứ em tắt livestream là về giá gốc đấy ạ. Nên là trong cả livestream mà mình đang xem cái sản phẩm này thì mình nhớ tag bạn bè và xem livestream của em thật nhiều. Và chốt là phải chốt nhanh chốt lẹ các chị nha. Chốt nhanh chốt lẹ mới có thể có đơn hàng được. Còn nếu như các chị nhà mình chốt chậm thì mình sẽ không có đơn hàng các chị nhá. Lên mã sản phẩm nhớ kèm số lại cho em hoài ạ. DA6 kèm màu kèm loại nha. Nhiều chị rất là khen cái đầm này rất là xinh luôn. Và chị nào mà đang quan tâm là phải chốt nhanh thôi. Em sẽ đọc lại tông màu và mình sẽ có cho chị 1 phút 30 giây để chốt đầm này. Và sau đấy em Hoài tiếp tục qua mẫu mới nha. Rồi em đọc ạ. Màu đỏ này, màu đen, màu hồng và màu cuối cùng chị em Hoài là màu xanh. Những cái tông màu này đều là tông màu trầm nhá. Em sẽ để 1 phút 30 giây cuối để các chị nhà mình lên mã sản phẩm DA6. Và sau đấy em Hoài sẽ qua mẫu luôn. Là chị nào mà thích đầm này là phải nhanh tay nha. Lưu ý giúp em Hoài là tắt livestream mẫu này hoàn toàn là em không chốt với cái mức giá này nữa. Tại vì cái sản phẩm này em chỉ áp dụng duy nhất tại livestream thôi. Và ở cửa hàng thì không có mức giá giảm các chị yêu ha. Nên là chị nào mà đang quan tâm mẫu này là em vẫn còn cho mình 1 phút đấy ạ. Nên là mình tranh thủ mình chốt nhá. Dạ, màu hồng của DA6 đấy chị yêu ha. Đây là cái tông màu hồng. Và tông màu hồng này em lên tông màu hồng phấn các chị, rất là ngọt ngào. Và bên trong mình có kèm lớp lót lụa cho các chị em mình nha. Thấm hút mồ hôi siêu tốt cho các chị luôn ha. Rồi chị nào phí ship của nhà em thì hiện tại là không có tốn phí ship chị yêu ơi. Hiện tại ở trên toàn các sản phẩm em lên ở trên livestream, các chị nhà mình sẽ được free ship hoàn toàn luôn. Là hôm nay mình chỉ cần trả cái chi phí, đó là cái sản phẩm em đọc giá bao nhiêu. Thì khi các chị nhà mình nhận ở trên toàn quốc, dù là mình ở xã, ở huyện hay là ở tỉnh, thì phí ship của mình cũng đều được miễn hết nhá. Là mình tranh thủ mình lên đơn ha. DA6 này quá xuất sắc luôn các chị yêu ơi. Chị nào mà quan tâm DA6 là nhanh tay chốt này. Và đừng quên là hôm nay mình tag bạn bè vào xem livestream cùng em thật nhiều nha. Hôm nay mà chị nào bỏ lỡ xem livestream là sẽ rất là tiếc luôn. Tại vì sản phẩm hôm nay rất là nhiều. Và phía sau thì em Hoài còn rất là nhiều sản phẩm nữa nha. Sẽ có những cái sản phẩm em sale có mức giá là 179.000 thôi. Và đừng quên là chia sẻ thật nhiều để mình tiếp tục chương trình mini game nhá. Các chị nhà mình có chị nào là muốn chơi mini game không ạ? À chị yêu ơi, mã của chiếc đầm đỏ của em đang mặc, mã sản phẩm cho em sẽ là DA6 nha. DA6 với mức giá cho em Hoài sẽ là 545.000. Em đang giảm trực tiếp duy nhất tại livestream còn 299.000 ạ. Chị nào thích DA6 chốt luôn cho em nha. DA6 đỏ kèm loại cho em Hoài. Đúng rồi, DA6 nha chị yêu nhá. DA6 màu đỏ kèm loại mức giá là 299.000. Rồi bây giờ sẽ cùng cho và bây giờ sẽ có link sẽ vào cùng khung hình với em nhá. Đây, một chiếc đầm rất đẹp luôn. Sao mỗi lần mà Hoài mặc cái gì là mình tức cái đó, tại cái này nó đẹp quá mọi người, nãy giờ em hóng nè. Xuất sắc luôn các chị. Và chắc chắn là Linh sẽ lấy cái màu hồng mọi người. Đây, cái màu hồng nãy giờ Linh cứ tiêu Hoài luôn. Linh sợ mình like ở trong này mọi người đặt hết hàng luôn nên là mình sẽ không có, cho nên là chắc chắn là mọi người phải để cho em một cái màu hồng nha. Cái màu hồng này thật sự luôn á. Nó ngọt. Nó ngọt ngào, nó hợp với Linh mọi người ơi, kiểu giống như là
cô bé nhỏ bé dễ thương kiểu như vậy. Linh luôn thích những cái gì màu hồng rồi dễ thương baby. Các bạn với cái sản phẩm này thì Linh nghĩ là ngoài cái việc đi làm, đi công sở ra thì mọi người có thể lựa chọn bằng cách đó là mình đi hẹn hò nha. Đây mình hẹn hò lần đầu tiên, vừa kín đáo mà lại vừa dễ thương. Bên cạnh đó thì như hoài mặt mọi người cũng thấy đó, nó vẫn tôn lên cái dáng, cái vòng eo của người con gái Việt Nam của mình. Thật sự luôn là không có gì chê được. Mà trong khi Linh thật sự luôn 299 ngàn. Lúc nãy khi mà Linh nghe Hoài nói, Linh cứ tưởng là Hoài đọc lộn không à. Mình sợ mình nói, ủa có đúng không vậy mọi người? Nhưng mà đúng chính xác là 299 ngàn đó. Thật sự cái sản phẩm này ngày xưa Linh coi trên web của nhà Mac á, thì có giá rất là cao, có giá là 545 so với cái giá 299 ngàn là cao hơn giá 299 ngàn rất nhiều. Mà ngày hôm nay, trời đất ơi, sale cái gì mà sale mà sale ngợp thở luôn mọi người. Cho nên là chắc chắn mọi người nên sở hữu đi, bởi vì cái mã hàng này á, dễ mặc lắm. Chắc chắn với mọi người là những ai mà có cái vòng eo dù là không có được kiểu eo con kiến cho lắm á, thì cũng không sao, bởi cái form vải này á, nó không có quá mỏng. Thì khi mọi người mặc lên á, chắc chắn nó không có bị lộ cái ngấn mỡ, giống như mọi người hay mặc đồ mọi người sợ bị lộ ngấn mỡ đúng không. Yên tâm cho mọi người là cái phần này nó không lộ ngấn mỡ. Bên cạnh đó cái tay phồng này nó tạo cảm giác là mình không giống như che được cái cánh tay của mình. Ai mà bị Linh là một cái tín đồ sợ bắp tay to, đây it's me, khi nào cũng nhắc tới bánh cánh tay to là rất sợ. Với ngày xưa người ta hay nói Linh là đô vật đó mọi người, khi mà tròn tròn mọi người cứ chọc đô vật. Cho nên là sau này mình thôi chọn đồ là mình phải chọn những cái nào mà có tay phồng phồng gì nè, có cánh tay nó che gì để cho mình cảm thấy tự tin hơn. Rồi nhắc lại với mọi người, đó là mã này là DA6 kèm với số điện thoại ha. Thật sự cái sản phẩm này Hoài mặc rất đẹp luôn. Linh không biết Linh mặc đẹp không, nhưng mà chắc chắn vẫn mua. Chắc chắn là sẽ thấy người mẫu mặc đẹp quá thì mình nghĩ chắc mình mặc cũng đẹp đúng không mọi người. Sản phẩm rất là xinh luôn các chị mình ạ. Và cái mức giá rất là tốt nha. Quay phía lưng để xem. Ok, bây giờ em sẽ nhờ Linh cầm cái mẫu này và em sẽ quay phía sau các chị xem nha. Nhưng mà cái phía sau các chị mình em đang hơi bị rộng eo một xíu nên là em sẽ xin phép kẹp eo. Nhưng mà các chị nhà mình này, đây em sẽ mở các chị xem nha. Rất là đẹp nha. Có cái dây cột đằng sau nha mọi người. Cái phần này là tại vì do có cái mic của Hoài á, chứ nó có cái dây nè. Khi mà không có cái dây mic này mọi người sẽ thấy rất là kiểu nó hơi sexy mọi người. Nó có cái gì nó hơi gợi cảm á, nó kính kính mà nó hở hở. Nó có kính kính hở hở là tạo cảm giác rất là thích thú. Đầm mày rất là xinh luôn. Với mức giá phải gọi là, nói chung là lúc đầu em nghĩ là cái mức giá này cũng không thể nào mà có thể là bán đối với cái sản phẩm này được. Nhưng mà tại vì hôm nay có một cái mức giá ưu đãi như thế này nên là tri ân đến khách hàng cực kỳ nhiều luôn. Nên là chị nào mà quan tâm mẫu này là tranh thủ mình chốt nha. Em sẽ, tại vì đơn hàng này đang lên khá là ok, và em Hoài chốt với các chị mình thêm một xíu thôi nhá. Chốt thêm một xíu với các chị em mình sản phẩm này. Và chị nào đang quan tâm mẫu này là nhanh tay lên đơn nha. DA6 ha. Dạ chị Hồng Hải Phạm ơi đã chốt đơn cho chị, nhưng mà mọi người đã mua được cái đầm đẹp á thì mọi người cố gắng tag tên bạn bè mình vô mua cùng đi. Bởi vì sao, qua cái mã này rồi thì bên em tí nữa em không có like lại mã này nữa nha mọi người. Cho nên là mình đang coi đúng không, mình đang đặt hàng được rồi thì mình tag tên những cái người bạn nào mà mình nghĩ là hợp với cái váy này thì mọi người tag tên nha. Rồi có chị Thi Đan nè cũng đã chốt được đơn ha. Rồi mọi người cứ để lại mã giúp Linh là DA6 kèm với số điện thoại nha. Cái mã này quá đẹp luôn, xuất sắc. Mã bé Phin có đơn luôn nè. Rồi mọi người tag tên đi, mua hàng xong, chốt xong rồi thì tag tên bạn bè vô để mọi người mua cái mã hàng này nha. Trời quá trời xinh luôn. Chốt thêm em đầm này nhé, xinh quá trời. Rồi chị Linh Ly ơi, chị nhớ để lại giúp Linh là mã hàng nha. Mã của sản phẩm này là DA6 kèm với số điện thoại nha mọi người. Rồi các chị mình ơi, nhanh tay comment và nhớ là chốt đơn hàng cho em thật nhiều nha. Bây giờ thì mình sẽ có các chị mình thêm một xíu nữa thôi đấy ạ. Nên là chị nào mà quan tâm DA6 là em đọc lại bảng màu nha. DA6 có màu đỏ, màu xanh, màu đen và màu hồng các chị nhá. Mức giá cho em là 299k thôi ạ. Thật sự đọc comment mọi người vui dễ sợ luôn. Linh có một comment rất là thú vị nè. Có một người tag tên của người kia vô và nói là mua đi, mama cho tiền mua xong trả lại tiền mama. Rồi mọi người bây giờ mà mình cảm thấy mà không có tiền mua á, alo liền mẹ cho con mượn 299 ngàn được không? Chi vậy? Con mua cái này. Mua cái gì? Quan trọng lắm, chỉ có một lần trong đời thôi. Đúng chính xác, chỉ có một lần này thôi. Cho nên mọi người mượn tiền mama mua đi mọi người. Để
mình không còn được sale nữa đâu, cho nên tranh thủ nha. Từ 545.000 mà sale còn 299.000 thì Linh nghĩ là mọi người nên tag tên của mẹ mọi người vô luôn để kêu mẹ mua. Mà mình có mẹ chồng tương lai á thì mình cũng nên tag tên mẹ chồng tương lai vô luôn, là nói mẹ ơi con thấy cái đầm này đẹp quá, nó rất hợp với dáng của mẹ đó, không mấy mình mua mình tặng luôn cũng được nha mọi người. Chỉ có 299.000. Ngoài là mình mua mặc thì mình có thể mua tặng người bạn bè này, tặng người thân các chị mình nhớ, tại vì mức giá đang rất là ưu đãi. Tại vì chị nào mà theo dõi các trang page của nhà Mark nhiều thì sẽ biết nha, rất ít khi mà nhà em có cái mức giá giảm sản phẩm như này lắm luôn. Đúng rồi. Và mọi người nếu như có cặp bạn thân nào chơi thân với nhau thì bây giờ mình mua hai cái y chang nhau đi, mình mặc mình chụp hình nè, hoặc hai mẹ con trẻ chung năng động giống nhau mua chụp chung nè, cho nên mọi người hãy cùng mua đi. Bởi vì ngày hôm nay á giảm còn 299.000 thôi, cho nên là trời ơi siêu phẩm mà mọi người. Cố gắng chốt okay. Nha mọi người ha. Các chị em mình sẽ tranh thủ chốt cho em mẫu này thêm một xíu nữa thôi nha. Tại vì là thời gian livestream không có còn nhiều nên bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua mẫu luôn ha. Bây giờ thì em sẽ để nhường lại cái khung hình để cho bạn Gia Linh sẽ tiếp tục bán cái sản phẩm tiếp theo. Và chị nào mà thích cái sản phẩm DA6 thì vẫn cứ chốt DA6 nha. DA6 kèm màu kèm loại, chốt ngay mức giá là 299.000. Rồi bây giờ mình sẽ qua luôn cái chiếc đầm tiếp theo của bạn Linh ha. Rồi mọi người, với cái chiếc đầm Linh phải nói là chiếc đầm công sở kín đáo này mọi người có thể diện rất là dễ dàng luôn, rất là dễ phối đồ. Và Linh rất là yêu thích cái chích eo ở đây, tạo cảm giác cái eo của Linh rất là thon luôn ha. Rồi mấy chị ơi, cái này á thì Linh sẽ mặc nó hơi rộng một chút xíu là bởi vì Linh mới bị sụn ký một chút xíu mọi người. Nhưng mà tại vì Linh làm cái form mini á mọi người, mặc dù Linh mặc size S rồi mà Linh vẫn không mặc vừa size S được, bởi vì Linh là một cô bé rất là bé nhỏ. Cho nên là mấy chị mà mặc size S cái này, mà mấy chị mà chọn hơn Linh chút xíu là mặc còn đẹp hơn nữa. Mấy chị cao hơn Linh chút xíu là mặc đẹp hơn nữa. Nhưng với một cô bé nhỏ bé như thế này, mọi người thấy em mặc cũng được đúng không mọi người, cũng đẹp đúng mọi người. Cho nên là mọi người hãy chốt mã này với giá là D, mã này với cú pháp đó là DA7 kèm với số điện thoại. Đố mọi người là bao nhiêu tiền? Bây giờ mọi người thử comment cho Linh là bao nhiêu tiền đi. Nếu như mọi người comment đúng cái giá tiền đó là Linh sẽ tặng quà. Mọi người comment cho Linh là bao nhiêu tiền. Nếu các ai mà comment đúng cái sản phẩm này, Linh sẽ tặng cho ngay một sản phẩm luôn. Rồi bây giờ Linh sẽ tặng một sản phẩm nha. Rồi cái đầm, cái áo này rất là xinh. Linh sẽ tặng sản phẩm này cho ai mà comment đúng giá trị mà đơn hàng Linh đang Linh đang mặc ha. Các bạn comment đúng cái giá sale nha, đúng giá sale chứ không có đúng cái giá niêm yết. Linh sẽ nói luôn giá niêm yết là 545.000. Linh sẽ nói luôn giá niêm yết của sản phẩm này là 545.000. Bây giờ ai comment đúng cái giá mà nhãn hàng đang sale thì Linh sẽ tặng luôn cho các bạn một cái áo. Ai mà comment đúng và tag tên ba người bạn nha, mọi người hãy comment dùng Linh số tiền mà mọi người dự đoán kèm với ba người bạn thì chắc chắn các bạn sẽ được nhận, và ai là người đoán đúng đầu tiên thì sẽ được nhận luôn ha. Comment lẹ đi mọi người ơi, sao bây giờ nè mọi người, hãy suy nghĩ xem cái sản phẩm này sẽ được nhà Mark giảm giá còn bao nhiêu. Phải chính xác con số nha, giá gốc của nó là 545.000. Tag tên năm người bạn nha, tag tên ba người bạn nha. Rồi có quá trời người, và với chỉ với điều kiện là người đã share livestream nha mọi người, share livestream, comment giá tiền dự đoán, tag tên kèm với ba người bạn, ít nhất là ba người bạn nha. Rồi mọi người comment nhưng chưa tag tên là không chính xác nha mọi người ơi, không được nha. Ở đây là chị Phạm Nguyên dự đoán là 299.000 nè, Thư Vũ 299.000 nè, rồi bé heo 179.000 nè, Hương Giang là 299.000 nè, Phạm Nguyên 299.000, nhưng mọi người chưa tag tên bạn bè, không đúng rồi. Rồi Linh đã thấy có một đáp án rồi mọi người ơi. Rồi thì Linh, người đã được nhận quà thì sao nhỉ? Người đã được nhận quà rồi thì sao ạ? Rồi ai đã được nhận quà thì rất tiếc là Linh sẽ không đọc tên người đó được nha, tại vì mỗi người chỉ được nhận một phần quà thôi ạ. Để Linh xem, mọi người cứ comment một chút xíu nha, tí nữa Linh sẽ rồi tắt tên bạn bè chưa? Rồi Linh đã có đáp án rồi nha. 299.000 mọi người ơi, bất ngờ không? Từ 545.000 giảm còn 299.000, và sản phẩm này có tới 4 size S, M, L và XL, cho nên những ai mà hơi big size chút xíu, sản phẩm này có size cho mọi người luôn. Và Linh xin chúc mừng. Chúc mừng ai ạ? Chúc mừng Phạm Nguyên đã
thực hiện đúng cú pháp là 299.000 kèm với tag tên ba người bạn. Đây là một phần quà dành cho chị ha. Rồi Linh sẽ kiểm tra thêm thử là chị đã chia sẻ chưa. À Linh thấy là chị là người chia sẻ rồi nè. À đây để Linh. Sao lại bị mất rồi? Từ 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 mọi người ha. Chờ Linh một chút xíu. Comment của mọi người nhiều quá xong rồi. Rồi, à, chị ơi, chị có thể chụp lại màn hình rồi mọi người inbox vào trong bay giúp Linh nha. Tại vì cái này Linh sẽ nhờ ekip chat ha. Mọi người chat giúp Linh nha. Linh vừa đọc tên đó. Rồi đây là sản phẩm sẽ dành tặng cho chị nha. Đã có người trúng thưởng rồi. Và mọi người ơi, tiếp tục nha. Tiếp tục với sản phẩm này. Và sau sản phẩm này mình sẽ tiếp tục có những sản phẩm mới. Và sẽ có mini game. Với cái sản phẩm mà Linh đang diện thì mình có hai màu nha mọi người. Đây. Trời ơi, chích eo xinh không. Cái phần này có nơ nè. Để Linh sẽ xoay một vòng cho mọi người xem nha. À, đối với cái sản phẩm này thì Linh nghĩ là những cái chị nào mà làm công sở này hoặc là lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng chẳng hạn thì rất là phù hợp luôn. Bởi vì nó kín đáo mà lại vẫn rất là trẻ trung, dễ thương và xinh đẹp ha. Đây mọi người, à, Phạm Nguyên nha, Phạm Nguyên. Chị Phạm Nguyên là được phần phần quà này nha chị. Bên ekip đã check là chị đã làm đúng, gọi là đúng thủ tục rồi đó. Cho nên là chị Phạm Nguyên sẽ được nhận phần quà này nha. Rồi, mã sản phẩm này là DA7 mọi người ha, 299.000. Em tức á mấy chị mà không mua cái váy này là thật sự em tức luôn. Cho nên là mọi chị, mấy chị là phải comment liền giùm em mã hàng này là DA7 kèm với số điện thoại. Chúng ta có 4 size SML và chúng ta có 2 màu nha mấy chị ơi. Cái phần cánh tay nè mọi người, phần cánh tay là sẽ chích phồng như thế này và có một cái bát ở dưới ha, bo lại cho mọi người. Và ở đây mình sẽ có hai cái cúc này để gài cho mọi người, là ví dụ tay mọi người to một chút xíu. Rồi trời ơi, Hoài xinh quá đi mọi người ơi. Đây, à, mình sẽ chích tay lại, nếu như mà các bạn cảm thấy nó rộng quá thì các bạn có thể gài cái nút vào cho nó chật đi một chút xíu. Rồi có hai cái nơ, xinh quá trời xinh luôn này. Tại vì thực ra là mỗi bạn sẽ hợp với một cái tông màu khác nhau. Nhưng mà nếu như mà em là da ngâm á thì em nghĩ là cái màu xanh xám xám này mặc rất là sang với các chị nhà mình. Và chị nào mà thích cái màu xanh hoặc là cái màu be của Linh đang mặc là phải chốt luôn nha. Thiều Huyên ơi, 299.000 nha mọi người. 299.000 một sản phẩm này mà từ giá gốc tập 545.000 sale còn 299. Chỉ có trong livestream này thôi và chỉ có một mình cái mã này là chúng ta có đủ 4 size S, M, L và XL trong livestream này nha. Cho nên mọi người tranh thủ đi, không phải khi nào mình cũng có những cái sản phẩm mà nó sale với cái giá cực kỳ đỉnh như thế này. Chất liệu vải thì không phải chê nữa mọi người, lên form rất đẹp luôn, rất là sang trọng. Rồi đã chốt cho chị Anna Lê ha. Mọi người tiếp tục đã chốt được hàng rồi á thì mọi người tag tên bạn bè vào giúp Linh đi. Sản phẩm này dễ mặc lắm mọi người ơi, mình mặc đi đâu cũng dễ hết và chắc chắn mọi người là nó không có kén dáng. Linh dám khẳng định với mọi người luôn, dáng của mọi người á, dù là tròn một chút xíu các bạn mặc cái sản phẩm này nó vẫn tôn dáng giúp cho mọi người luôn. Tính ra là cái đầm này là cái đầm che khuyết điểm rất là tốt đấy các chị mình. Chị nào mà ví dụ như người mình gầy này hay là người mình hơi tròn nhẹ thì mình vẫn có thể mặc đầm này được. Và đối với đầm của nhà MAC á, thì là những cái form đầm mà che khuyết điểm khá là ok. Tại vì nói đúng ra mà tìm được một cái đầm mà vừa mặc đẹp vừa che khuyết điểm tốt rất là cũng rất là khó đấy. Chứ nhiều đầm là mặc đẹp nhưng mà dễ bị lộ khuyết điểm phần bụng á. Thì em nghĩ là con gái mình ngại nhất là lộ bắp tay và phần mỡ bụng là những cái phần rất là khó che. Nhưng mà riêng cái sản phẩm của nhà MAC là sẽ đáp ứng cho các chị mình rất là ok nha. Tại vì đầm này sao lên hai lớp luôn các chị ơi, rất là dễ thương. Rồi chị nào mà quan tâm đầm của Linh là phải chốt nhanh nha. Chị Vân Lưu ơi, chị thông cảm nha. Tại vì cái mã hàng này Linh chỉ bán trong live để cho mọi người có cái giá sale, cho nên là sẽ cho mọi người đặt hàng một chút xíu. Chị có nói là nhanh qua sản phẩm đi, một sản phẩm mà bia lâu quá. Chị thông cảm, mỗi sản phẩm mà Linh thấy sản phẩm này quá là kiểu quá là rẻ mọi người, thật sự rất là rẻ mà rất là chất lượng, cho nên Linh muốn nán lại một chút xíu để cho mọi người đặt hàng cho được. Chứ nếu như mà qua mẫu rồi thì mọi người lại không thấy được cái mã hàng này để mọi người đặt ha. Cho nên mọi người chịu khó chút xíu, tag tên bạn bè cho bạn bè vào mua ha. Linh thấy có rất nhiều chị đã thích cái mã hàng này, như Trinh Hoàng nè, chị đã mua rồi ha. Chị chọn màu be và để lại số điện thoại rồi nè. Chị Thúy Linh nè, à, mấy chị ơi, mình mua hàng xong rồi mình tag tên chị em bạn gì vào mua chung đi mọi người nha. Và mọi người biết không, free ship đó.
Free ship đó mọi người, chứ không phải là giảm giá rồi không free ship đâu, có ai khủng khiếp như vậy không? Chơi mà, cái gì mà chơi mà còn lớn tặng quà rất là nhiều nữa chứ. Đúng rồi, quá thiệt sự luôn. À các chị mình em bật mí các chị mình nha. Mình vẫn còn một cái món quà rất là đặc biệt ở trong live, đó là cái váy best seller. Đây là cái váy em sẽ tặng các chị nhà mình ở trong livestream này nha. Và nếu như lượt chia sẻ của mình tiếp tục tăng á thì em Hoài sẽ đem ra cái mẫu váy này đầu live đã mặc rồi để tặng tất cả các chị mình luôn. Là các chị mình nhớ là chia sẻ livestream thật nhiều nha. Thì tí nữa món quà này mình vẫn tiếp tục tặng nhá. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ bán sản phẩm trước đi. Sau cái mẫu của em Hoài thì em sẽ tặng chiếc đầm này cho tất cả các chị mình. Là cái đầm này có giá gốc chị em là tới 600, tới là 600 bao nhiêu nhỉ? Cái đầm này 695 luôn các chị mình ơi, đầm này có mức giá là 695 tặng các chị mình luôn. Đúng vậy rồi. Là sao ạ? Lượt chia sẻ mình phải tăng nhiều lên thì em mới có thể tặng được cái mẫu đầm 695k này cho tất cả các chị mình nha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục bán sản phẩm ha. Đấy là giới thiệu trước để các chị mình có động lực mình xem like này. Dạ. Yeah. À, trời ơi, có một bạn dễ thương quá nè. Lê Tuấn nói là mình là nam đang xem like để mua đầm cho bạn gái. Trời ơi, hốt nhanh đi, 299.000 một cái bộ đầm này là thiệt sự luôn bạn. Nhưng gái mà đảm bảo nha. Bạn gái nào mà nhận được đầm nhà Mark về cũng rất là ưng, tại vì nó không có kén. Đúng có rồi. Nghĩa là em sợ nhất là để bạn trai mua đầm các chị, buồn cái là không có người yêu. Nhưng mà nếu như mà để bạn trai mua đầm mà ví dụ như rất là tốn tiền nha, tại vì là bạn trai thường sẽ mua những sản phẩm rất là mắc tiền, nhưng mà mình về mình mặc không được rất là phí lắm. Nhưng mà riêng đến với thời trang của Mark thì các chị nhà mình yên tâm là tại vì những cái mẫu đầm này rất là dễ mặc, tại vì bạn nào da ngăm da trắng thì đều có thể mặc được ok. Nên là mình cứ yên tâm nha. Thôi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bán sản phẩm này. Bây giờ thì chắc em Hoài sẽ qua luôn cái set của em đi. Sau đó xíu nữa Linh thay đồ xong Linh vào cùng với Hoài để tặng cái sản phẩm best seller nha. Tại vì là hai bạn tặng luôn cho nó xôm. Bây giờ trong lúc Linh đi thay đồ thì Hoài sẽ giới thiệu luôn cái sản phẩm Hoài đang mặc nhé. Rồi bây giờ Linh sẽ trở lại ngay thôi nha. Đây, cái sản phẩm của em Hoài đang mặc thì mình đang có tới 2 tông màu áo và 2 tông màu cho chân váy luôn các chị nha. Và cái mẫu này hôm nay em Hoài sẽ mang đến một mức giá các chị mình này rất là hết hồn luôn. Tại vì sao ạ? Rất là mềm. Cái sản phẩm này cho em Hoài là sẽ bao gồm các chị nhà mình một cái chân váy và một áo. Chị nào muốn mua nguyên set em bán nguyên set, muốn mua rời em bán rời. Với mức giá gốc của tổng sản phẩm của áo và chân váy đang là 650.000, nhưng hôm nay mua tại livestream em giảm trực tiếp áo còn 179.000, chân váy mua lẻ còn 179.000 và đang có đầy đủ size nha. Chân váy vải cho em Hoài sẽ là vải bố rất là đẹp ha. Còn áo sẽ là chất liệu cô tông và cái phần hoa này sẽ là thêu trực tiếp lên vải. Chân váy cho em có hai màu đó là màu be và tông màu đen. Áo thì có màu trắng và màu tím nha. Mức giá cho em Hoài sẽ là 349.000 nếu như mình mua cả combo. Lợi không các chị ơi? Hôm nay mua một được hai và còn được free ship nữa. Nên là chị yêu nào mà quan tâm mẫu này nha, mình tranh thủ mình chốt đơn nha. Rồi ok, em Hoài đọc lại mã các chị ha. Mã cho em Hoài này sẽ là CB2 kèm số 2, có nghĩa là combo 2 các chị nhá. Viết tắt cho em là CB2 kèm số 2. Chốt ngay mức giá cho em Hoài sẽ là 349.000. Mua mỗi áo mình comment cho em Hoài là áo combo 2 kèm số 2 để chốt mức giá cho em Hoài sẽ là 179.000. Mua chân váy không mình chốt cho em Hoài là CV2, CV của combo 2 để chốt mức giá cho em là 179.000 khi mua rồi các chị nhá. Mức giá hôm nay cực kỳ ưu đãi luôn đấy ạ. Bây giờ em Hoài vẫn đang còn em cảm ơn chị Lê An rất nhiều nha. Vì mặc kiểu trẻ trung ấy không bị già, đúng rồi các chị ha. Sản phẩm bây giờ mà ví dụ như đồ hơi thiên hướng công sở một xíu là các chị nhà mình mặc rất là dễ bị đứng tuổi. Nhưng mà đồ với hàng của Mark á, vừa có hơi thiên hướng công sở này, đây một cái set, trời ơi nhức nách không. Các chị mình rất là đẹp luôn. Xinh luôn mọi người nha, trẻ trung năng động. Nãy giờ thì có thể là Linh và Hoài đang lên những cái set công sở. Còn bây giờ thì ngoài công sở có thể sử dụng được á, thì những cái chị nào mà sinh viên, những bạn nào sinh viên hoặc là trẻ trung năng động thì chúng ta vẫn có thể diện được những cái bộ cánh này nha. Nguyên set rồi, mọi người có đau đầu khi mỗi lần phải suy nghĩ là ngày mai mặc gì không? Mọi người có đau đầu khi không biết phối đồ không? Yên tâm, ngày hôm nay các bạn đặt nguyên cái set này về thì các bạn có thể yên tâm là ngày mai chỉ cần mở mắt dậy là sẽ có nguyên một cái set đã phối rồi cho mọi người mặc thôi. Một cái chân váy rất là xinh nè các bạn ha. Đó, hai lớp nè, cái bèo ở dưới rất là xinh xắn, có cái cục nơ ngay đây. Với chiếc áo ở giữa là thêu nha mọi người. Đây là hoa thêu nha, chứ không phải là hoa dán nha. Cho nên là khi các bạn nhìn ở phía ngoài các bạn thấy nó rất là sang trọng và tinh tế nữa.
Với lại là cái gia công hàng thêu bao giờ nó cũng sẽ mắc tiền hơn. Đúng và rồi. Nhìn sản phẩm thì nó sẽ sang hơn rất là nhiều so với là in các chị mình nha. Nói chung là mỗi sản phẩm nó sẽ có một nét đẹp riêng. Nhưng mà đối với hàng thêu mà em Hoài mở bán cho các chị nhà mình với mức giá 179.000 là một mức giá rất là mềm. Là chị yêu nào mà quan tâm mẫu này là mình phải tranh thủ mình chốt nha. Lên mã sản phẩm nhớ kèm xuống lại cho em Hoài ạ. Rồi, cái sản phẩm của Gia Linh Mặc sẽ là combo 1 đúng không? Đúng rồi, sản phẩm của Linh Nam Mặc đó là các bạn hãy comment dùng link cú pháp đó là CB1, đó là combo 1 CB1 kèm với số điện thoại. Chúng ta có giá gốc là 650.000 trên một set này. Nhưng ngày hôm nay khi các bạn đặt trong livestream này với cú pháp CB1 kèm với số điện thoại thì giá chỉ còn là 349.000 trên một set này thôi. Và nếu như các bạn đang phân vân không biết là bây giờ mình thích cái áo quá, mình không thích cái váy, thì yên tâm là các bạn vẫn có thể được mua một sản phẩm với giá là 179.000. Một chân váy thì cũng có giá là 179.000. Tùy các bạn lựa chọn thôi. Và Linh nghĩ là các bạn nên đặt luôn một cái set này luôn, bởi vì lâu lâu thì nhà mát mình mới có thể là sale cho các bạn một cái giá ưu đãi như vậy ha. Thì cái combo 1 này với cú pháp là CB1 kèm với số điện thoại chỉ có giá 349.000 thôi. Hốt nhanh đi mấy chị ơi, chứ ai đâu mà mình chờ đến khi nào mình mới hốt nữa. Không lẽ đến khi mà để lại giá bình thường mình mới hốt thì thật sự là mình không có được rồi đó. Với lại là mình sẽ được free ship nè, nên là mình tranh thủ nha. Rồi ok các chị ơi, mình sẽ có 2 phút để chốt sản phẩm này và sau đó em Hoài sẽ chơi mini game để tặng cái sản phẩm là best seller lúc nãy các chị nha. Tại vì là đang đợi link ra để chỉ để tặng đầm thôi đấy các chị. Và bây giờ thì em sẽ coi cái lượt chia sẻ của chị nhà mình là bao nhiêu nha. Lượt chia sẻ của mình hiện tại là đang là 700 rồi. Và các chị nhà mình vừa chơi mini game sẽ vừa tiếp tục chia sẻ cho em Hoài nha. Chia sẻ nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi game đầm và em sẽ đọc lại cái mã sản phẩm một lần nữa và sau đó mình sẽ chơi mini game luôn nha. Đầm cái set của em đang mặc sẽ là combo 12 với cái mã sản phẩm cho em là CB2. Mức giá cho em sẽ là 349.000, giá gốc là 650 nha. Và đang giảm trực tiếp cho các chị nhà mình sẽ là 349.000. Và nếu mà mình hôm nay mình mua lẻ cho em thì áo sẽ là 179, còn chân váy cũng là 179 luôn. Và set của Linh đang mặc sẽ là combo 1. Lên mã cho em là CB1 kèm ngoại cũng chốt mức giá y chang luôn. Nhưng mà cái hai combo này nó sẽ có nét đẹp riêng nha. Đúng rồi đây. Tại vì là cái áo thì nó hơi form hơi giống nhau một xíu, nhưng mà cái chân váy thì sẽ là những cái khác nhau một xíu. Là tùy vào cái kiểu như là cái sở thích và cái gu của mỗi chị thì mình sẽ lựa sản phẩm thích hợp nha. Nhưng mà mức giá thì rất là mềm. Bây giờ thì chắc là mình sẽ chơi mini game đi Linh ha. Tại vì là hiện tại là thời gian livestream của em cũng còn rất là ít thôi và mình sẽ tranh thủ chơi mini game. Và các chị yêu ơi, em vẫn còn voucher phía sau 500k tặng miễn phí các chị mình đấy ạ. Bây giờ thì mình bắt đầu này, mình sẽ chơi mini game tặng đầm nha. Tặng đầm này đúng không ta? Đúng rồi, tặng đầm này. Trời ơi, đã đến 695k. Đã đến giây phút hồi hộp rồi mọi người ơi. Chiếc đầm này trị giá là 695k nhưng ngày hôm nay tặng free cho mọi người. Nhưng mà lượt chia sẻ của mình phải tăng các chị mình nhá. Hiện tại là em thấy lượt chia sẻ của mình đang dừng lại rồi đấy ạ. Các chị nhà mình có thể hỗ trợ em Hoài tiếp tục mỗi chị một lượt chia sẻ đúng không các chị yêu ơi? Em đang thấy lượt chia sẻ của mình tăng được 20 lượt chia sẻ rồi. Và em đang cần cho các chị nhà mình là 800 lượt chia sẻ nha. Hiện tại là đang ở 720 lượt chia sẻ và em cần cho các chị 80 lượt chia sẻ cuối cùng. Sau đấy em tặng cái đầm này. Các chị ơi, đầm này giá gốc tới 695 mà hôm nay không chơi rất là phí. Đúng và rồi. Lượt xem các chị nhà mình có vẻ là đang ít hơn lúc đầu live rồi. Nên là bây giờ mình tag bạn bè vào xem. Khả năng trúng thưởng của mình đang rất là cao đấy ạ. Nên đúng là rồi, mình... bây giờ mọi người hãy cố gắng share đi mọi người ha. Và bây giờ thì mình sẽ chơi mini game với cú pháp là đúng. Gì ha Hoài? Chắc là tặng đầm siêu phẩm nha. Tặng đầm siêu phẩm. Tặng đầm siêu phẩm. Nó sẽ khó hơn chút xíu là cái cú pháp sẽ dài hơn. Nhưng bởi vì xứng đáng mà đúng không mọi người? Chiếc váy này nó xứng đáng để được mọi người bỏ công sức ra chơi mà đúng không? Hãy dùng cú pháp đó là tặng đầm siêu phẩm. Kèm với việc các bạn hãy tag tên ít nhất là 3 người bạn vào nha. Tặng đầm siêu phẩm và tag tên ít nhất 3 người bạn. Bên cạnh đó bạn phải là người share livestream này ở chế độ công khai thì mới hợp lệ. Các bạn ơi, một cái chiếc đầm xinh nôi như thế này mà các bạn không bỏ thời gian ra chơi thì thật sự là rất là phí luôn. Các bạn tag tên để làm gì? Để bạn bè mình vô chơi cùng mình để có cơ hội trúng thưởng ha. Rồi các bạn ơi, tại sao Linh thấy chưa có comment nhờ, hình như là do mạng đang yếu đúng không ạ? Để Hoài sẽ kiểm tra lại thêm một lần nữa nha. Hiện tại là lượt chia sẻ của chị mình là đang là bao nhiêu đây?
557 rồi. Là em Hoài chỉ cần có 40 lượt chia sẻ thôi các chị ơi. 40 lượt chia sẻ cuối cùng thôi là em bắt đầu tặng nha. Và mình vẫn cứ comment cho em Hoài là tặng đầm siêu phẩm các chị nhá. Nhanh tay comment và nhanh tay tag bạn bè vào xem livestream cùng em đi ạ. Tại vì là mình chỉ còn các chị nhà mình 2 phút để em tặng các chị nhà mình món quà này thôi. Tặng đầm siêu phẩm kèm chia sẻ livestream cho em. Và nhớ đầm siêu phẩm nha. Là tag bạn bè vào nha. Để mình không có bị sai cú pháp ha. Quá trời tuyệt vời ơi, luôn. Quá mấy chị ơi, mấy chị comment nhanh quá. Trời ơi, có mấy chị còn còn bỏ cả cái hình đầm đúng vô rồi. Rất là dễ thương luôn á. Đó, nhiệt tình lắm mấy chị ơi, cố gắng lên, cố gắng lên. Chị nào comment rồi comment lại cho em. Bây giờ chị nào mà chơi lớn là chị đó có quà lớn nè. Ví dụ mình comment một lần rồi giờ mình comment miết để chi khi mà tụi em lướt, tụi em chơi mini game là tụi em lướt mà. Nếu như comment nào cũng có mấy chị á thì mấy chị sẽ tăng cơ hội được trúng thưởng đúng hơn. Rồi. À, cho nên là mọi người cứ lướt nha. Lướt, mọi người cứ comment để tới nữa em lướt, em chạm trúng ai á thì người đó sẽ trúng thưởng. Và mọi người nhớ nha, nãy giờ là mấy lần chơi mini game á là có mấy chị là comment đúng rồi nhưng không có tag tên bạn bè cho nên là không có trúng thưởng. Cho nên mọi người mà muốn mình phải giành được chiến thắng thì phải nhớ cú pháp đó là tặng đầm siêu phẩm cộng với việc đó là các bạn tag tên ít nhất 3 người bạn. Và nick của các bạn phải share bài viết này về, share cái bài livestream này về ở chế độ công khai nha. Rồi hiện tại là lượt share của chị mình đang tăng và lượt xem của mình vẫn đang tăng rồi. Thì các chị nhà mình bây giờ cố gắng là share cho em thật nhiều này và tag bạn bè vào xem thật nhiều. Tại vì là em vẫn còn cái voucher, nếu như mà lượt share và lượt share các chị ok là em tặng luôn cái voucher 500k luôn nha. Nhưng mà cái đầm này là còn giá trị hơn cái voucher 500k luôn ấy. 695.000. Hôm nay chị nào mà nhận được cái em đầm này, thật sự là bây giờ không muốn đứng đây live đâu các chị. Em cũng muốn ra chơi mi game. Tại vì là bây giờ khả năng trúng của mình rất là cao nha. Tại vì đối với một cái thương hiệu như nhà Mark mà lượt xem của mình mới có tầm 200 thôi là đã rất là thấp của những em rồi đấy ạ. Nên là như thế là khả năng trúng của mình đã rất là cao rồi. Tại vì nhiều lúc nhà em like tới 1.000, các chị mình đang xem là cái có nghĩa là 1 chọn 1.000 luôn. Trong đấy chỉ hôm nay là 1 chọn 100 thôi, 200 thôi nên là rất là dễ chơi nha. Và các chị mình cố gắng là mình tương tác thật nhiều nhá. Rồi bây giờ em sẽ kiểm tra này, 200 các chị đang xem rồi. Ok, bây giờ lượt chia sẻ của chị nhà mình vẫn đang tăng đấy. Em xem lại lượt chia sẻ thêm một lần nữa nha. Rồi, quá là chia sẻ rồi, tặng thôi. Trời, 850 rồi. Ơi. Nhưng mà không sao. Các chị ơi, mình vẫn tiếp tục chia sẻ đi. Nếu là chia sẻ của mình đạt 1.000, em tặng luôn cái voucher luôn, liên tục luôn để cho nhanh các chị ha. Bây giờ mình tiếp tục chia sẻ nha. Lượt chia sẻ của mình đạt 1.000 là có nghĩa là 150 là chia sẻ đến thôi. Và em sẽ tặng các chị nhà mình là một cái voucher trị giá 500k, có nghĩa là mình được chọn bất kỳ sản phẩm nào của nhà Mark có trị giá trên 500k là được. Hoặc là mình có thể bù thêm tiền, có nghĩa là mua sản phẩm 650 đi, mình bỏ thêm 150.000 là mình mua được sản phẩm nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chơi này. Bây giờ thì bắt đầu lướt các chị mình nhá. À, và trong này Linh có, trước khi lướt thì Linh sẽ có những câu hỏi là có bạn Bùi Thị Thu Quỳnh hỏi là chân váy xanh lá mà Linh mặc là size bao nhiêu, còn size bao nhiêu. Thì bên mình sẽ còn cho các bạn đó là size SML nha. Để mà đặt hàng thì các bạn nhớ là các bạn để lại dùng Linh cú pháp là chân váy một chân váy kèm với số điện thoại nha các bạn, để bên nhân viên của bên công ty sẽ gọi điện để tư vấn cho mọi người. Váy này chỉ có giá là 179.000 thôi. Thật sự với mọi người luôn, một cái chiếc váy như thế này mà 179.000 thì thật sự chỉ có hôm nay các bạn mới mua được. Chứ còn bình thường một cái chân váy như thế này các bạn mua ở ngoài thị trường đã 300-400.000 một cái chân váy rồi đúng không ạ? Cho nên và đúng ra thì nha. Hàng nhà Mark sản phẩm này nhà em vẫn bán giá niêm yết là áo tới 255 lận các chị vâng mình. Và chân rồi. Váy là tới là 300 mấy thì tổng đúng tổng rồi, cái 395.000 đó. Rồi, tổng sản phẩm này là đang có mức giá là 650 lận. Và bây giờ thì sẽ nhờ Linh lướt nhanh nha. Tại vì các chị nhà mình có lẽ là cũng đang rất là mong chờ mong rồi. Mong chờ lắm rồi đúng không? Nhưng mà cái này là món quà rất là lớn nên là em đang rất là hồi hộp nha. Hay là thôi để Hoài đi, nãy giờ Linh lướt rất là nhiều rồi, để Hoài lướt đi. Em sẽ lướt cho các chị mình nha. Tại vì hôm nay là có món quà rất là giá trị này. Bây giờ sẽ nhờ Linh cầm giúp Hoài cái điện thoại đi. Bây giờ sẽ bắt đầu nha. Em sẽ bắt đầu đếm từ 1 tới 5 và chị nào chưa có comment và chưa chia sẻ này, nhanh tay comment và chia sẻ. Và em báo trước nha, chia sẻ càng nhiều và tương tác càng nhiều thì lượt chia sẻ của lượt trúng thưởng của mình, khả năng trúng thưởng của mình sẽ cao hơn. Cái đấy là bí kíp các chị nha. Tại vì là tương tác nhiều thì bao giờ cái comment của mình cũng sẽ được hưởng lên trước. Rồi, ok. Bây giờ em Hoài sẽ bắt đầu lướt nha. Bây giờ Linh sẽ đếm cung Hoài đi để đúng nó rồi. Có không khí tại đến vì năm mà. Ha. Ừ ok. Ok. Rồi bây giờ sẽ đếm nhá. 1 2 3 4 5, rồi ok, để xem nhá. Chị này tiếp theo này, chị Trịnh Thị Trà Thương các chị mình nhá. Chị Trịnh Thị Trà Thương tắt rất là nhiều bạn vào luôn. Rồi em Hoài sẽ vào kiểm tra này. Thấy là hiện đã người đã chia sẻ rồi, nhưng mà em sẽ vào kiểm tra xem là chị yêu đã chia sẻ chưa nhá. Ủa sao không kiểm tra được ta? Cái này vào sao ta? Điện thoại này. Ừ, nhưng mà hoặc là cái này
thấy là hiện người đã chia sẻ là có chia sẻ. Đúng rồi đấy. Đã hiện người chia okay, sẻ. Ok vậy thì em Hoài sẽ trời không biết chụp màn hình của máy này luôn các chị ơi. À, máy này tại do máy của Linh hết pin rồi á. Đây đây Hoài thì... chụp bằng máy này cho. Đây Hoài sẽ lấy cái máy đi chụp nha. Okay, em sẽ bây giờ sẽ zoom cái máy ra để các chị nhà mình có thể là xem được cái kết quả của nhà em rất là chính xác nha. Đây sẽ đưa ra cái màn hình để các chị nhà mình xem này. Thật sự luôn chị này quá may mắn chị ơi, nãy giờ cái phần thưởng này là phần thưởng đây, mà chị được mong đợi nhiều nhất. Đây luôn. Là một cái công kiểu như là một cái kết quả rất là công bằng với các chị nhà mình nha, nên là mình yên tâm ha. Rồi ok em chúc mừng chị Trịnh Thị Trà Thương, là chị không không biết là em có đọc đúng tên hay không, tại vì tên không có dấu này. Thì bây giờ món quà này mình sẽ kết thúc ở đây. Và nếu như các chị nhà mình muốn nhận thêm quà thì mình hãy chia sẻ tiếp cho em đi ạ. Lên 1.000 lượt chia sẻ em tặng luôn voucher nha. Bây giờ thì trong lúc là để cho bạn Gia Linh sẽ giới thiệu sản phẩm tiếp theo, thì em Hoài sẽ đi thay luôn cái sản phẩm cuối cùng ở trong line này các chị nhá. Dạ. Ok bây giờ thì sẽ nhường lại sân khấu cho Linh nha. Rồi mấy chị ơi, thật sự với mấy chị luôn là cái set đồ này nó quá là xinh đi ha. À, mọi người hãy cố gắng là tranh thủ đi. Bởi vì cái set đồ ngày hôm nay chúng ta chỉ còn có giá là 349.000 thôi ha. Một cái combo như thế này quá đỉnh luôn mọi người nha. 349.000 một cái combo. Cho nên là mọi người tranh thủ với một cái chiếc váy thế này, các bạn có thể mua giá rời đó là 179.000. Thì cái combo mà Linh đang mặc đó là combo một kèm với số điện thoại, chỉ có 349.000 một set này thôi. Các bạn có thể là mua rời cũng được, thích cái áo thì mình mua cái áo, thích cái chân váy thì mình mua cái chân váy ha. Combo này Linh nhắc lại nha, cú pháp đó là CB1 kèm với số điện thoại dùm Linh. CB1 kèm với số điện thoại, để lại số điện thoại đi các bạn yên tâm, sẽ có người tư vấn cho các bạn về màu sắc, về size số các bạn ha. Rồi nhắc lại một lần nữa là CB1 kèm với số điện thoại. Trị giá của set này đã được giảm đó là 349.000 ha. Trong khi cái nguyên cái set này là 650 đó mọi người nha. Set này giá gốc là 650, mọi người thấy kinh khủng khiếp không? Giảm giá mà đến nỗi mình sốc tâm lý luôn mọi người. Cho nên tranh thủ là mình đặt mua trong cái mùa này thì đúng là mùa dịch. Cho nên nhãn hàng cũng có một cái sự ưu ái và có một cái chút đồng cảm với mọi người. Nên là đã sale với một cái giá rất là mềm và sale một cái giá rất là bất ngờ, trước giờ chưa bao giờ có. Cho nên các bạn hốt đồ hiệu với giá siêu mềm là trời ơi thật sự luôn. Lại chỉ có trong livestream ngày hôm nay thôi. Và nhớ là đừng có ngừng share livestream giúp Linh nha. Mình cứ share livestream dùng Linh thật là nhiều để cho nhiều bạn hơn được biết tới mát và nhiều bạn hơn có thể mua trong livestream này với cái giá hời hợt ha. Rồi, mọi người hãy cố comment cho Linh là CB1 kèm với số điện thoại dùng Linh. CB1 kèm với số điện thoại, các bạn sẽ được sở hữu một cái set quá là xinh xắn luôn. Mình không phải đau đầu suy nghĩ là trời ơi ngày hôm nay mình mặc cái gì ta. Cho nên là mọi người hãy cố gắng comment. Và bây giờ thì chắc là sẽ mời Hoài vào để diện cho mọi người xem một cái set trội siêu siêu đẳng cấp. Rồi, đây một cái set rất là đẹp các chị mình nhá. Siêu theo style đúng là nói vui là style nữ chủ tịch các chị nhà mình ha. Rất là sang cho em luôn. Thì hiện tại là chị nào đang thích theo cái phong cách hơi thiên hướng công sở này, sang trọng này, và đối với nhà mắt hôm nay sẽ mang đến cho các chị nhà mình một cái suy nghĩ mới về sản phẩm, ví dụ như là vest các chị nhà mình nha. Đối với vest bình thường mình hay mặc là mình hay suy nghĩ là nó sẽ hơi đứng một xíu, hay là mình mặc cho những cái chị nào mà ví dụ như có cái tầm tuổi chị em tầm trên là 25 chẳng hạn. Thì hôm nay em Hoài sẽ mang đến một cái suy nghĩ mới các chị ha. Đối với cái mẫu vest này nhà em vẫn làm cho các chị nhà mình đúng là một cái form vest chuẩn luôn nha. Là sẽ có lớp lót bên trong, có độn cầu vai chuẩn cho một cái áo vest đúng chính hiệu luôn ấy. Nhưng mà cái này lại may theo kiểu là form blazer, có nghĩa là nó sẽ hơi rộng nhẹ. Và cái áo này thì mình có thể mặc mùa hè này, mùa đông chị em Hoài cũng ok nha. Chất liệu thì là cô tông, mềm mịn mát và không có bị kiểu như là dày quá hay là mỏng quá nhá. Mẫu này em đang chốt cho các chị mình này. Nếu như chị nào ở trong livestream và mình muốn mua rời chị em Hoài mỗi áo vest không, thì em đang bán cho các chị nhà mình với mức giá sẽ là 600. Em này là 595.000 là áo blazer các chị nhá. Là giá gốc của em này ạ. 595.000 cho em là cái áo blazer này nếu như chị nào muốn mua lẻ. Nhưng mà hôm nay cái ưu đãi là nếu như chị nào mua cả combo, có nghĩa là sẽ bao gồm một chân váy, một áo và chị em Hoài là một cái blazer nữa, có mức giá cho các chị em mình nguyên set chỉ có 699.000 thôi. Mức giá quá là mềm luôn các chị ha. Và hôm nay thì em khuyên thật là mình nên mua 3 sản phẩm đi. Tính ra là lẻ ra là chỉ có tầm 200.000 hơn xíu một xíu thôi, là rất là hời nha. Tại vì sản phẩm này mà tính ra giá gốc cho em là trên 1 triệu các chị mình ạ. Trên 1 triệu set này. Và em đang giảm trực tiếp cho các chị mình là 699.000. Các chị nhà mình comment cho em sẽ là CB4 kèm số điện thoại nha.
CB4 kèm thoại, có nghĩa là combo 4 các chị ha. Với mức giá cho em là 699.000 nguyên set. Chị nào muốn mua rời thì mình có thể là comment là áo vest rời của combo 4, áo thun của combo 4 hoặc là chân váy của combo 4 thì nhà em sẽ chốt mức giá riêng nha. Áo không sẽ là áo vest không sẽ là 595.000, chân váy không sẽ là 179.000, áo thun không sẽ là 179.000. Còn chị nào mà thích mua, có nghĩa là mình muốn mua từng sản phẩm cũng được, mua chung cũng được, nhưng mà mua chung thì nó sẽ lợi hơn. Áo vest không cho em hoặc là đã là 595.000 rồi, nhưng hôm nay mua cả combo 4 3 sản phẩm như thế này với mã sản phẩm là CB4 là combo 4 nhá. Với mức giá mẫu này là combo 3 hả? Ủa là mẫu này là combo 3 các chị mình nha. Mẫu này cho em hoặc là combo 3 ha. Xin lỗi tất cả các chị mình rất nhiều, có vẻ là em đang bị lộn cái này rồi các chị ơi. Combo 3 nha. Combo 3 với mức giá cho em hoài sẽ là 699.000. Chị em nào mà lỡ lên đơn rồi thì tranh thủ nhá, tranh thủ là mình comment lại giúp em Hoài nha. Em sẽ kiểm tra lại là có chị nào lên sai cú pháp không, tại vì cái này là em sẽ gửi lời xin lỗi tất cả chị mình trước vì là em lên sai mã nha. CB3 các chị yêu ơi, chị Tuyết Nguyễn Tuyết ơi, comment lại giúp em Hoài đúng không ạ? Lên cho em Hoài lại nha. CB3 kèm thoại với mức giá cho em Hoài sẽ là sao chị? 349.000. 349.000 là cái set ở bên trong này thôi chứ. Còn nếu mà cả áo vest thì sẽ là 699.000 đúng không các chị mình? Đúng rồi, cộng blazer sẽ là 699.000 nha. Có bán mẫu không ạ? Mua luôn chị ạ, bán mua là bán luôn. Bây giờ là em sẽ ship tận nơi mà em còn free ship em cho các chị nhà mình luôn đấy ạ. Các chị nào nuôi em được cơm 3 bữa là ok các chị ha. Rồi chị Nguyễn Tuyết ơi, comment lại giúp em Hoài nha. Váy có lớp lót bên trong chị yêu ha. Váy có lớp lót bên trong và sẽ kèm cho các chị nhà mình, đó là cả lớp lót lụa bên trong nha. Nhưng mà lớp lót thì không phải là quần các chị ha, có nghĩa là lên lớp lót thôi. Còn áo vest cũng có lớp lót bên trong luôn. Rồi chị nào thích mẫu này mình comment lại giúp em Hoài nha. CB3 kèm thoại, cái này đẹp lắm các chị. Áo vest blazer rất là sang này, mặc đi tiệc được, đi chơi được, và kể cả là mặc đi ký hợp đồng này các chị nhà mình này, những cái dịp quan trọng thì rất là cần những cái sản phẩm mà kiểu như làm cho cái người mình nó sẽ được tôn dáng và có độ tin cậy ý. Tại vì nhờ nhìn mặc sản phẩm này lên rất là sang. Chị yêu nào mà thích mẫu này thì mình cứ chốt cho em Hoài là CB3 kèm thoại nha. Ok, chị Nguyễn Tuyết đã lên lại comment rồi này, em cảm ơn chị yêu rất nhiều. Hôm nay mà không có mua cái sản phẩm set này với mức giá là 699.000 là phí lắm chị yêu ạ. Là tranh thủ chốt đơn nha. CB3 kèm thoại, giá cho em là 699.000 một set nhá. Mua rời cho em áo không sẽ là 179, chân váy không sẽ là 179. Mua mỗi áo và chân váy sẽ là mức giá cho em là 349.000. Còn mua riêng cho em Hoài blazer sẽ là 595.000 ạ. Có lẽ là cái mã sản phẩm thì hơi nhiều một xíu. Là chị yêu nào mà ví dụ mình chưa có nghe kịp em ấy và cần tư vấn thì mình cứ comment nha. Em Hoài sẽ tư vấn kỹ nhé các chị mình ha. À, mẫu này cho em là tổng cộng là size số đầy đủ luôn. Và từ 38 cho tới 63, tầm 60 cân đổ lại là mình sẽ mặc đẹp. Em cảm ơn chị Ánh Dương rất là nhiều ha. Trời ơi, em là bố mẹ em là đang kêu là bây giờ 25, 26 tuổi rồi mà bây giờ còn chưa chịu lấy chồng. Đấy, chị nào mà muốn nuôi em Hoài nha, về là chỉ cần cho em cơm 3 bữa thôi là em ship tận nơi cho các chị nhà mình luôn. Các chị ha. Rồi ok, chị nào mà thích mẫu này là mình cứ chốt mã cho em Hoài nhá. Đọc mẫu này đẹp lắm các chị ơi, vải rất là xịn sò. Áo set áo thêu hoa cho em Hoài nha. À và bây giờ các chị nhà mình tiếp tục chia sẻ cho em Hoài đi ạ. Mình tiếp tục chia sẻ nha. Hiện tại em Hoài đang thiếu 30 lượt chia sẻ nữa thôi. Em Hoài sẽ tặng luôn cái voucher 500.000 cho các chị nhà mình luôn ạ, vào cuối live. Tại vì bây giờ em còn chỉ có một cái sản phẩm cuối nữa thôi, nên là các chị mình tranh thủ nha. Bây giờ các chị nhà mình lượt chia sẻ của mình đang là 990 lượt chia sẻ rồi. Chỉ cần cho em Hoài 10 lượt chia sẻ nữa thôi là bắt đầu có thể tặng quà rồi các chị nhà mình này. Tặng luôn cái voucher 500k cho chị nào may mắn nhất. Tại vì sản phẩm này sẽ là cái sản phẩm mà chỉ còn một cái mẫu của bạn Gia Linh mặc nữa thôi là em đã kết thúc cái livestream ngày hôm nay rồi. Và các chị nhà mình nhanh tay là chia sẻ livestream để em Hoài đạt được 1.000 lượt chia sẻ là em bắt đầu sẽ chơi mini game tiếp theo các chị mình nha. Rồi, 1k lượt chia sẻ rồi, tăng thêm đi các chị yêu ơi. Tăng thêm đi ạ. Bây giờ mình muốn em tặng 7 cái voucher đi chị yêu ơi. Nếu như lượt chia sẻ của mình tăng tiếp tục là tăng mạnh nha, và lượt xem của mình ít nhất là phải đạt 200 các chị nhà mình đang xem thì em tặng luôn 2 cái voucher. Nhưng mà có vẻ là bây giờ các chị nhà mình nhá, nhớ là chia sẻ cho em thật nhiều này. Quà của nhà Mark thì rất là nhiều, chỉ cần lượt tương tác các chị mình ok thôi nha.
Rồi bây giờ thì chắc sẽ mời Linh á, mời Linh vào cùng Hoài luôn đi. Sau đó thì mình sẽ thứ nhất là bán sản phẩm và thứ hai nữa là mình cùng chơi mini game. Vì bây giờ là đã gần kết thúc cái live stream này rồi và bây giờ sẽ có một cái set blazer rất là đẹp tiếp theo đấy ạ. Trời ơi, thật sự luôn, hôm nay là lần đầu tiên em mặc blazer mà em tự tin đến mức như vậy. Lúc đầu á, khi mà bên máy gửi cho Linh những cái mã hàng mà Linh mặc để live stream á, thì Linh đã từ chối ngay luôn khi mà gửi blazer cho Linh. Bởi vì rất là sợ mặc blazer mọi người ơi. Bởi vì đó giờ cái dáng của mình rất là nhỏ con. Mà nhỏ con á, thì cảm giác là mặc blazer chắc là nó không có fashion, nó không có đẹp đâu. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người thấy cũng ổn áp ha mọi người, đẹp không mọi người, vẫn đi ký hợp đồng thành công đúng không ạ. Và nếu như mọi người đang băn khoăn là chết rồi, chuẩn bị đi ra mắt mẹ chồng rồi, chuẩn bị mình tới nhà người yêu rồi, vậy thì phải làm sao, mặc đồ gì cho lịch sự, các bạn có thể diện nguyên cái set này tới luôn. Bởi vì sao, có thời trang, có lịch sự, có sang trọng luôn. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Rất xuất sắc các chị ha. Mình tranh thủ là mình chốt đơn luôn cho em nha. Bây giờ mình thích mẫu nào là mình tranh thủ mình chốt đơn này. Tại vì là cái set của bạn Gia Linh đang mặc thì sẽ là combo 4 đúng không? Đúng rồi. Cú pháp mà nguyên cái set của Linh mặc đó là CB4 kèm với số điện thoại nha. Và đố các bạn là cái set này bao nhiêu tiền? Đương nhiên là chỉ có 699.000, các bạn được 3 món. Mua 699.000 mà các bạn được 3 món, các bạn cứ chia trung bình ra đi là các bạn sẽ hiểu các bạn đang mua hời không hay là các bạn mua không hời. Và mọi người yên tâm nha, nếu như mọi người không có thích cái blazer này, các bạn có thể mua nguyên cái set như Linh đang mặc đây ha. Nguyên cái set này thì đó là 349.000, các bạn mua rời chân váy thì chân váy cũng 179.000, mà áo cũng 179.000, còn mua rời cái blazer là 595.000. Mà các bạn nghĩ sao mua cái blazer rời chi vậy? Đúng rồi, 699.000 được 3 món, tự nhiên đi sách 595.000 mua cái blazer không thì trong livestream này là không có hời. Cho nên là Linh nghĩ là các bạn hãy soạn ngay cú pháp cho Linh là CB4 kèm với số điện thoại, 699.000 được 3 món. Các bạn chỉ cần nhớ như vậy thôi là các bạn đã thấy mình hời rồi ha. Tính ra là mua nguyên set 3 món này các chị ơi. Tại đúng vì mức giá rất là mềm, 699.000 một set 3 món như này thì rất là hời luôn các chị nhà mình ạ. Và bây giờ này, mình sẽ bắt đầu vừa bán sản phẩm nha. Các chị nhà mình thích set của em Hoài đang mặc thì lên cho em Hoài là combo 3 CB3 kèm ngoại. Lên set của Gia Linh thì sẽ là combo 4, có nghĩa là CB4 kèm ngoại nha. Bây giờ em Hoài sẽ đọc lại giá một lần và sau đó mình sẽ chơi mini game ha. Trước khi mình chơi mini game đọc chị Hoài đọc giá đi, xong rồi mình sẽ đọc bình luận của mọi người. Đúng rồi, ok. Bây giờ thì em Hoài sẽ đọc lại giá và sau đó em sẽ tương tác với các chị một xíu thì sau đó mình sẽ bán sản phẩm, sẽ chơi mini game ha. Rồi bây giờ sẽ đọc lại một lần ạ. Đối với cái set này, nếu như các chị nhà mình mua 3 món cho em, combo 3 là của em, combo 4 là của Gia Linh với mức giá cho em là 699.000 một set. Mua lẻ blazer sẽ là 595.000, mua lẻ áo thun sẽ là 179.000, mua lẻ chân váy sẽ là 179.000. Nhưng nếu như mình không thích blazer, mình thích mỗi cái set trong á, thì mình mua cho em Hoài sẽ là mã sản phẩm cho em thì mẫu này cho em sẽ là 349.000, bao gồm một chân váy và một áo và đang có đầy đủ size nha. Nói chung là mua combo thì bao giờ nó cũng lợi hơn chị yêu ha. Là mình mua combo cho em đi, tại vì cái áo blazer này rất là đẹp và nếu như mà mua rồi cái blazer thì gần bằng cái set 3 món thôi. Đúng rồi. Chênh nhau còn 140 mấy ngàn đấy chị yêu ạ. Nên là em nghĩ là mình nên mua set 3 món nha. Không có cần suy nghĩ quá nhiều khi mà mình mua sản phẩm nhá. Rồi mua lẻ được không đúng không ạ? Nãy giờ thì Hoài cũng đã chia sẻ về cái giá thì đương nhiên là mua lẻ được luôn nha mọi người ha. Rồi cho xem rõ chân váy. Đây Linh sẽ vén qua cho mọi người xem rõ cái chân váy này rất là xinh luôn nha mọi người. Có túi nè, có cái túi giả ở bên này ha mọi người. Ở trong này mình có một cái tấm lót ha. Ở trong này mình có một cái tấm lót nha mọi người. Và áo blazer của Linh đang mặc có bao nhiêu màu? Đây giới thiệu với mọi người màu luôn. Nãy giờ là quên luôn. Màu đen, màu xanh và màu kem. Đó, mọi người thấy chưa, cho mọi người là đủ màu để lựa chọn luôn. Ai hợp màu kem thì lấy màu kem. Tại vì đúng ra cái set của set của bạn là Gia Linh và Hoài mặc á thì nó blazer cùng là một mẫu mà chỉ có khác màu thôi. Các chị mình sẽ được tự do chọn màu cũng được nha. Có nghĩa là thích set của bạn Gia Linh nhưng mà lại không thích cái áo màu kem, mình cũng có thể đổi có màu đen hoặc màu xanh cho em được. Và chân váy cũng thế. Tại vì là những cái mức giá này thì em đang mang đến mức giá gọi là hai cái combo để các chị nhà mình phân biệt thôi. Nhưng mà thực ra mình có thể đổi chân váy hoặc là áo cho em Hoài thoải mái nha. Còn chị nào mà muốn tư vấn kiểu như là chuẩn xác hơn và kỹ hơn thì mình có thể inbox trực tiếp cho nhà em. Thì bây giờ các chị ơi, mình sẽ đọc tiếp comment này và sau đó thì mình sẽ chơi mini game nha. Rồi,
giá đó cho combo đồ của nhà mát là quá hời luôn, đúng rồi, chất lượng lắm, đúng rồi nè. Rồi các bạn đang tag tên nhau rất là nhiều luôn. Bây giờ chắc là mình sẽ chơi mini game ha. Bây giờ thì mình sẽ chơi mini game ha. Bây giờ thì tranh thủ mình comment này. Mình sẽ comment cái cú pháp. Bây giờ Linh sẽ đưa ra một cái cú pháp thật là siêu đỉnh đi. Bây giờ liên quan tới cái voucher này. Rồi, các bạn sẽ, chắc là Linh sẽ đặt luôn cái mua tặng thẻ 500 nha mọi người. Giúp Linh là comment dùm Linh là tặng thẻ 500. Tại vì nếu như nói voucher thì nhiều người không có, có nhiều chị thì không có viết rõ. Cho nên là Linh sẽ ghi chọn thẻ 500. Các bạn dùm Linh là chọn thẻ 500, kèm với việc các bạn tag tên ít nhất 3 người bạn vào cái comment. Và người nào là người chia sẻ ở chế độ công khai thì mới tính là hợp lệ nha quý vị ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ, tại vì cái voucher thì hơi khó ghi, cái chữ voucher hơi khó ghi nên em Hoài sẽ bắt đầu là sẽ tặng các chị nhà mình, ghi là tặng thẻ 500 các chị mình nha. Và nếu như mà chị nào trúng thưởng thì xíu nữa em Hoài sẽ công bố luôn ở trong cái livestream này. Nên là bây giờ mình bắt đầu này, tặng thẻ 500 và kèm chia sẻ livestream cho em, mỗi chị ít nhất là 2 lần. Mỗi chị nhất là 2 lần, tại vì cái điệu, cái voucher này là cuối live rất là đặc biệt. Hồi nãy là chỉ yêu cầu 1 lần thôi, nhưng bây giờ em Hoài sẽ yêu cầu 2 lần nha. Và mình bắt đầu comment và nhớ tag 3 người bạn để xem livestream. Tại vì đúng bây rồi. Giờ là cái mẫu cuối đâu nên là mình tranh thủ nha. Tranh thủ săn của em Hoài, tại vì hôm nay voucher tặng rất là nhiều và sản phẩm tặng rất là nhiều đấy ạ. Đúng rồi, tặng thẻ 500 là cái voucher cực khủng đó mọi người ha. Mọi người share ít nhất 2 lần ha Hoài ha. Đúng rồi, ít nhất là 2 lần. Rồi tag tên ít nhất 3 người bạn nha mọi người. Bây giờ em Hoài sẽ vào kiểm tra lượt chia sẻ các chị này. Nói chung là lượt chia sẻ càng tăng thì em có thể tặng nhiều quà hơn nữa cơ, chứ không phải là nhất thiết là chỉ có từng này đâu các chị mình ơi. Nên là mình cố gắng là mình tương tác của em thật nhiều nha. Rồi ok, bây giờ thì đang có vẻ là comment của các chị mình vẫn đang nhảy lên tiếp tục đấy. Tặng thẻ 500, tag bạn bè vào để bạn bè vào chơi cùng mình đi các chị yêu. Tại vì là cái voucher rất là ok đấy. Bình thường là mình tặng đầm, tặng váy thì có thể là nhiều chị không có ưng sản phẩm đấy. Đúng chẳng hạn. Mình thích những sản phẩm khác thì em sẽ tặng voucher 500k để các chị mình có thể dùng 500k đó để mình mua những cái sản phẩm ở trên hệ thống của nhà mát. Có thể là mình thích blazer không này, mình thích cái chân váy không, hoặc là mình thích áo không, mình cũng có rất là nhiều sự lựa chọn nha. Và em Hoài và Gia Linh thì đang rất là hóng tặng cái sản phẩm này đấy ạ. Nói chung là tặng quà càng giá trị là tự nhiên mình rất là vui, hứng thú lắm. Đúng rồi, tặng quà rất là hứng thú các chị nha. Riêng nhà mát là cứ tới phần tặng quà là nhà em rất là vui luôn. Nên các chị nhà mình cố gắng này, lượt view vẫn đang tăng đấy ạ. Cứ mỗi lần chơi mini game là có vẻ là lượt view mình ok hơn. Các chị mình nhớ tương tác của em thật nhiều nha. Rồi tặng thẻ 500 nha. Tặng thẻ 500, tặng thẻ 500, tag tên ít nhất 3 người bạn và share về trang cá nhân ít nhất 2 lần nha mọi người, ở chế độ công khai. Tặng thẻ 500, các bạn phải nhớ tắt tên nha. Có nhiều bạn này comment mà không tắt tên là không đúng cú pháp rồi, mất đúng rồi đó. Mình nhớ tắt bạn bè và xem livestream cùng em các chị mình nhá. Tại vì là mình đã mất thời gian chơi rồi thì em muốn là các chị nhà mình em lướt chúng chị nào là chúng chị đó luôn. Dạ. Không có mất nhiều thời gian nha. Rồi bây giờ mình sẽ có 2 phút đếm ngược để các chị nhà mình comment. 2 phút đếm ngược để các chị mình comment nha. Rồi, và chương trình cũng đã sắp hết rồi cho đúng nên là mọi người tranh thủ đi ha. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở một cái live stream gần nhất. Cho nên mọi người, nếu ai chưa follow fanpage thì hãy cố gắng là bấm follow fanpage để có thể theo dõi, không bỏ lỡ bất cứ một cái live stream nào, mà cũng không bỏ lỡ bất cứ một cái cơ hội nào để săn đồ sale cũng như là nhận những phần quà giá trị từ chương trình. Và mọi người, bây giờ hãy tag tên tranh thủ đi, tại vì 2 phút là nãy giờ chắc còn 1 phút rồi đó. Cho nên cố lên. Sắp rồi, sắp được voucher 500 ngàn, muốn mua cái gì thì mua. Bình thường Linh tặng váy rồi, Hoài tặng váy, các bạn cảm thấy thôi cái này không hợp với mình, không thích. Nhưng mà bây giờ mình có cái voucher 500k thì mình có thể tặng cho bạn gái nè. Đúng rồi. Tặng cho người thân nè, rồi thích gì vô lựa đi đó, được cái voucher 500k đó, mua gì mua. Thấy không? Quá lợi luôn mà oai chứ đúng không mọi người? Lúc đó thấy ngầu không nè? Anh tặng em cái voucher 500k, con tặng mẹ cái voucher 500k, rồi em tặng chị cái voucher 500k nha chị gái. Trời ơi, thấy mình sao mà hào phóng như vậy. Nhưng đâu có biết đâu, mình ngồi mình săn quá trời săn luôn đó chứ. Đúng không mọi người? Đó, ok, bây giờ thì mình sẽ lướt tặng luôn nha. Tại vì thời gian livestream của nhà em cũng chuẩn bị kết thúc rồi các chị mình ạ. Bây giờ sẽ lướt tặng nhanh nha. Và chị nào mà bây giờ thì để xem chị nào may mắn nhất này. 30 giây cuối cùng để các chị mình comment và em sẽ để Gia Linh lướt nha. Em sẽ để Gia Linh lướt ha, tại vì máy em là chắc cũng dần chuẩn bị cạn nguồn rồi các chị. Nên là thôi bây giờ sẽ để Linh lướt nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đếm từ 1 tới 5. Và chị nào chưa comment thì nhanh tay comment ngay cho em Hoài ạ. Tặng thẻ 500 kèm cho em Hoài chia sẻ livestream ít nhất là 2 lần. Và đừng quên là tag người bạn vào xem livestream của nhà em nha. Rồi ok, tay bây giờ thì Linh dừng ở đâu thì người đó sẽ là người nhận được phần quà nha mọi người ơi. Ok, bây giờ thì sẽ bắt đầu lướt nhá. 1 2 3 4
5. Rồi ok. Oh, sorry mọi người. Rồi ok. Chắc cái này để cho Hoài lướt đi ha. Ok, bây giờ thì em sẽ bắt đầu lướt các chị mình nha. Ok, bây giờ thì em sẽ đếm lại nhá. 1 ạ. 2 này. Có vẻ cái comment này nó có hiện lên không ta? Đây, để Hoài lướt cái máy của Hoài có vẻ bự hơn. Không biết là có đủ pin để lướt không? Chắc là vẫn ok các chị ơi. Bây giờ em Hoài sẽ đếm từ 1 tới 5 nhá. Tại vì máy em nó sẽ rõ hơn. 1 ạ. 2 3 4 5. Rồi ok, cái comment mới nhất này, chị Trần Minh Thùy các chị mình nhá. Đó, đã hiện lên là người đã chia sẻ rồi. Thì em Hoài sẽ chụp lại chị Trần Thị Minh Thùy nha. Chị Trần Thị Minh Thùy có lượt chia sẻ và chị yêu ơi, mình nhớ là tag bạn bè và xem live chị mình đã tag bạn bè và xem live stream rồi. Thì bây giờ nếu mà nhận cái voucher này thì mình chụp màn hình cái lượt chia sẻ của mình nha. Chụp màn hình ở phút cho em Hoài đó là 21:20 và sau đó thì mình gửi inbox qua trang pay của nhà Mark và sau đó nhà em sẽ kiểm tra lại thêm một lần nữa và mình sẽ được nhận cái voucher riêng qua tin nhắn các chị ha. Rồi em Hoài chúc mừng chị Thùy nhá. Bây giờ thì chắc là mình sẽ ngưng cái chương trình mini game tại đây luôn. Và em thì hiện tại là cái thời gian livestream của mình cũng kết thúc rồi. Và các chị nhà mình ơi, nhà em sẽ có những cái khung giờ live và những cái buổi live khác nữa và sẽ có rất là nhiều cái món quà này, voucher giảm giá trực tiếp trên sản phẩm rất là nhiều và chỉ có áp dụng duy nhất tại livestream. Nên các chị nhà mình nhớ bật follow, theo dõi trang bay của nhà em để cập nhật livestream của nhà em mỗi ngày nhá. Tại vì là ngày nào nhà em live thì nhà em sẽ có thông báo trước cho các chị yêu của em và không có bỏ lỡ livestream của nhà em ha. Và thật sự thì ngày hôm nay rất vui bởi vì có rất là nhiều chị vào ủng hộ và chơi mini game, cũng như là mấy chị cũng rất vui khi săn được những cái combo rất là xịn sò và với cái giá rất là mềm, đúng không ạ? Và mọi người ơi, trong cái mùa dịch này thì mọi người nhớ là phải giữ gìn sức khỏe để đồng hành cùng nhà Mát nha. Và nhà Mát sẽ cùng đồng hành với quý vị trong cái mùa dịch này với những cái chương trình khuyến mãi cực kỳ khủng đến từ nhà Mát, cho nên là mọi người tranh thủ là nhấn follow và đừng bỏ lỡ bất cứ bài post nào của chúng tôi, bởi vì sẽ biết đâu các bạn sẽ bỏ lỡ một cái buổi live rất là giá trị. Và bây giờ thì chắc có thể là Gia Linh và Hoài sẽ phải tạm biệt các bạn rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong một cái livestream sớm nhất nhé. Rồi, xin chào và gặp lại tất cả các chị mà mình vào những livestream tiếp theo của nhà Mark ạ. Và chúc tất cả chị yêu của nhà em đang xem livestream sẽ ngủ thật là ngon và mơ thật là đẹp ạ. Bye bye. We'll be right back.